Chương 4100: Bí mật, đạo hữu khách khí, tại Hạ Lâm Phong, nguyên lai là Lâm đạo hữu. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Lâm đạo hữu nhìn nhìn lạ mặt, không biết từ nơi nào đến. Ninh trọng đạo khách khí mà hỏi, kéo dài qua tinh vực, vì cả đời tình cảm chân thành mà đến. Lâm Phong nói, quản quản nghe được Lâm Phong lời nói này về sau khuôn mặt nhất thời phấn hồng một mảnh, nội tâm lại cao hứng vừa vui sướng, hơn nữa còn có một chút ngượng ngùng. Rốt cuộc trưởng bối đều ở nơi này nha mà lâm phong lại nói như thế trắng ra thế nhưng quản quản thích lâm phong loại này trắng ra tại thân nhân của mình trước mặt bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hy vọng nam nhân của mình báo cho thân nhân của mình hắn lại yêu chính mình quản quản vô luận lại yêu tinh nhưng nàng cũng là một danh nữ người a cho nên quản quản tự nhiên cũng hy vọng lâm phong đem đối với người yêu của mình biểu đạt ra thử hỏi có nữ nhân nào thích loại kia đem cảm tình giấu đi tại thân nhân mình trước mặt cũng không dám nói yêu nam nhân của mình không có nữ nhân như vậy, yêu, muốn biểu đạt ra, Ninh Trọng Đạo con mắt đột nhiên sáng ngời, nghe được Lâm Phong lời nói này, hắn trong trước mắt liền đoán được Lâm Phong cùng quản quản quan hệ, trong nội tâm không khỏi cực kỳ kinh hỉ. Ninh Trọng Đạo có một loại cảm giác, trước mắt này tên người trẻ tuổi, tuyệt đối là một tôn khủng bố đến vô pháp tưởng tượng tồn tại, cho dù là hắn, đối mặt với cái vị này người trẻ tuổi, chỉ sợ cũng không dám nói có 100% phần thắng. Ninh Trọng Đạo không biết mình tại sao lại sản sinh như vậy ảo giác thế nhưng loại cảm giác này nhưng là như thế mãnh liệt mà ninh trọng đạo đối với cảm giác của mình luôn luôn đều là cực kỳ tự tin người hắn cảm thấy nếu như sinh ra cảm giác như vậy tất nhiên là có đạo lý hiện giờ tộc trưởng nhất mạch loạn trong giặc ngoài nếu là có lâm phong như vậy trợ lực đối với tộc trưởng nhất mạch tuyệt đối là thiên đại tương trợ chúng ta vào nhà thảo luận lời như thế nào ninh lan hinh vừa cười vừa nói hảo ninh trọng đạo gật gật đầu lập tức nói lâm đạo hữu thỉnh Ninh đạo hữu thỉnh, Lâm Phong cũng khách khí nói. Mọi người tiến vào trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nói chuyện nội dung trên cơ bản đều là một chút thường ngày bên ngoài thời điểm nhìn thấy chuyện lý thú. Sau đó Ninh Trọng Đạo làm cho người ta vì Lâm Phong an bài chỗ ở, liền an bài tại Lan Hinh Nguyễn bên trong. Cùng quản quản chỗ ở liên tiếp, buổi tối thời điểm, Ninh Trọng Đạo mở tiệc chiêu đãi Lâm Phong, người tới không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người mà thôi, đều là tộc trưởng nhất mạch cao tầng, trong đó bao gồm quản quản ông ngoại Ninh Tông Sơn. Ninh Tông Sơn nhìn nhìn hơn 50 tuổi khuôn mặt, nghe nói không lâu sau lúc trước đột phá đến đế chủ cảnh giới. Tại Yến hội lúc trước đoán chừng cũng từ Ninh Trọng Đạo nơi này nghe nói Lâm Phong sự tình, cho nên thấy được Lâm Phong thời điểm cũng là càng xem càng thích. Yến hội tản đi về sau, Ninh Trọng Đạo muốn mời Lâm Phong một lời, Ninh Tông Sơn cũng một chỗ đi theo qua, liền ba người bọn họ, Ninh Trọng Đạo nói, tiểu hữu tới chúng ta Ninh ra lúc trước, có hay không đã nghe nói chúng ta Ninh ra một sự tình. Lâm Phong gật gật đầu, nói tự nhiên là có nghe thấy ninh trọng đạo thở dài một tiếng nói hiện giờ ninh ra bấp bênh hai mạch nội đấu là chúng ta không nguyện ý nhất thấy kết quả một khi nội đấu hao tổn khá lớn đến lúc sau ninh ra sợ là liền nguy hiểm ta nghe nói các ngươi không phải là tại từng người lôi kéo trong tộc trưởng lão muốn đạt được trưởng lão duy trì đạt được trưởng lão duy trì độ mạnh yếu khá lớn nhất mạch sẽ cuối cùng thắng được ư kể từ đó hẳn là có thể tránh đi nội đấu a lâm phong nói ninh trọng đạo nói Lâm Đạo Hiếu tất cả không biết, nếu là chính đại quang minh cạnh tranh, chúng ta tự nhiên không sợ đại trưởng lão nhất mạch. Thế nhưng theo chúng ta lấy được tin tức nho nhỏ, đại trưởng lão nhất mạch đã liên hệ rồi Huyền Đạo Tông, Tư Đồ gia tộc, Mộ Dung gia tộc, Hách Liên gia tộc chờ tứ đại thế lực tương trợ bọn họ đối phó chúng ta nhất mạch này. Hiện giờ đại trưởng lão nhất mạch vẫn còn ở cùng tứ đại gia tộc này thương thảo lợi ích phân phối vấn đề, một khi đợi đến bọn họ thương thảo hoàn thành, đến lúc sau, bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn cưỡng ép động thủ. Chúng ta nhất mạch này có lẽ sẽ bị gạt bỏ, cho đến lúc đó, Ninh gia tất sẽ suy yếu xuống dưới." Ninh Trọng Đạo nói, "Ninh Tông Sơn thì lão oán hận nói, những người này vì bản thân tư dục, liền gia tộc lợi ích đều không quan tâm." Lâm Phong nói, "Các ngươi đại khái có thể đi liên hệ một dưới thế lực khác." Ninh Tông Sơn nói, "Chúng ta xác thực thử đi liên hệ rồi một dưới thế lực khác, thế nhưng không người nào nguyện ý tương trợ chúng ta." Lâm Phong không khỏi trợn trắng mắt nói các ngươi nhất mạch này lăn lộn cũng quá kém a à. nhân duyên như thế nào kém như vậy a à? ninh tông sơn cười khổ nói cũng không phải là chúng ta nhân duyên tranh lệch mà là thế lực khác không dám nhúng tay bởi vì ninh long thiên người này cậu chính là huyền vực môn một vị lão tổ một môn tam tông tám tộc huyền vực môn cường đại nhất còn lại thế lực đối với huyền vực môn tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ ta lúc trước nghe nói huyền vực môn tuy cực kỳ khủng bố nhưng tựa hồ, còn không có cường đại đến nghiền ép thế lực khác trình độ A. Huyền vực môn lực trấn nhiếp giống như này cường đại sao? Lâm Phong kinh ngạc nói, Ninh Trọng Đạo nói, Đạo hữu có chỗ không biết, này huyền vực môn kinh khủng nhất địa phương không phải là huyền vực môn bản thân tu sĩ, mà là huyền vực môn bên trong có một cái bảo bối. Bảo bối gì? Lâm Phong tò mò hỏi, Đại Thiên Chu Ma Kiếm, tin đồn chính là chân tiên cực hạn trí bảo, uy lực vô pháp tưởng tượng, Ninh Trọng Đạo nói, cái này trí bảo, đủ để kinh sợ vô số người thế lực này tự nhiên không dám ra tay giúp đỡ chúng ta nguyên lai like như thế lâm phong gật gật đầu nói nếu chỉ có vậy phát triển tiếp tộc trưởng nhất mạch tất nhiên bị diệt chỉ là ta cảm giác có chút kỳ quái cùng với tộc trưởng nhất mạch bị diệt ninh ra đi về hướng suy sụp mặc dù những người kia lại vàng đỏ nhỏ lòng son hẳn cũng không muốn đi đến một bước này a à. bọn họ xuất thủ hẳn là còn có cái khác một chút nguyên nhân a à. ninh trọng đạo nói xác thực còn có nguyên nhân khác chuyện này chính là một cái bí ẩn là tộc của ta dài nhất mạch một cái đại bí mật thế nhưng không biết vì cái gì bị đại trưởng lão nhất mạch biết cho nên đại trưởng lão nhất mạch mới có thể như thế mất trí muốn tiêu diệt tộc trưởng nhất mạch đại bí mật cái gì đại bí mật lâm phong lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình nhìn ninh trọng đạo biểu tình liền biết này cái đại bí mật cực kỳ bất phàm tựa hồ cảm giác mình vừa mới một phen lời mạo muội một chút lâm phong lập tức nói đương nhiên đây là tộc trưởng nhất mạch bí mật, đạo hữu không nói, cũng là có thể lý giải. Ninh Trọng Đạo nói, chúng ta không lâu sau về sau chính là người một nhà, bí mật này, tự nhiên có thể nói cho Lâm Đạo hữu nghe. Ninh Trọng Đạo nói như vậy, rõ ràng cho thấy muốn đem Lâm Phong trói. Cột vào tộc trưởng nhất mạch chiến thuyền mặt trên, đối với cái này, Lâm Phong lựa chọn ngầm thừa nhận. Hắn tự nhiên phải giúp một đám tộc trưởng nhất mạch, ai bảo bọn họ là quản quản thân nhân đâu này, thấy được Lâm Phong không có phản bác, Ninh Trọng Đạo trong nội tâm vui vẻ, nói: "Chúng ta Ninh gia tộc trưởng nhất mạch, có một khối thần bí tảng đá, có thể thông qua tảng đá kia, cảm ứng được Vĩnh Sinh chi môn." "Cái gì? Nghe vậy, Lâm Phong không khỏi chấn động. Chương 4101, thần thạch, Vĩnh Sinh chi môn đây chính là mỗi người tha thiết ước mơ muốn gặp được một tòa cổ xưa tiên môn. Có thể không chút khách khí mà nói, Vĩnh Sinh chi môn là ở giữa thiên địa, lớn nhất một trong những bí mật. Gặp được Vĩnh Sinh chi môn, tiên kinh thần thông vân vân đều dễ như trở bàn tay, hơn nữa nghe nói có thể lính ngộ vĩnh sinh bất tử bí mật. Mặc dù những cái kia vượt qua kỷ nguyên sinh linh, cũng không phải vĩnh sinh bất tử, nhưng là thấy đến vĩnh sinh chi môn, lính ngộ vĩnh sinh chi môn bí mật tu sĩ lại có thể trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại, đây là vĩnh sinh chi môn phi phạm chỗ. Thế nhưng muốn gặp được vĩnh sinh chi môn đây là hạng gì chuyện khó khăn. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn gặp được vĩnh sinh chi môn nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, căn bản tìm không được vĩnh sinh chi môn ở chỗ nào, tại rất nhiều người xem ra, vĩnh sinh chi môn có lẽ chỉ là một cái tốt đẹp truyền thuyết mà thôi, mà loại này truyền thuyết nhất định là không thể thật đúng. Thế nhưng Lâm Phong lại biết rõ, vĩnh sinh chi môn là thực tồn tại ở ở giữa thiên địa, có một chút người, cũng xác thực nhìn thấy qua vĩnh sinh chi môn. Tảng đá kia như thế phi phàm sao? Lâm Phong không khỏi hít sâu một hơi, sau đó hỏi. Ninh Trọng Đạo nói, nghe nói tảng đá kia chính là vĩnh sinh chi môn nội bộ thế giới bên trong lưu truyền tới một tảng đá cho nên tảng đá kia có được vô tận chỗ kỳ diệu cất giấu thiên đại bí mật mà những cái kia bí mật đủ để khiến người điên cuồng nhưng là gia tộc bọn ta nghiên cứu thời gian rất lâu cũng không có nghiên cứu ra tới tảng đá kia bí mật duy nhất biết bí mật mà có thể dựa theo tảng đá kia cảm ứng được vĩnh sinh chi môn nhưng hiển nhiên đây chỉ là tảng đá kia một trong những bí mật còn có bí mật lớn hơn đáng tiếc chúng ta lại không thể nào tìm kiếm các ngươi lấy tảng đá kia cảm ứng được qua vĩnh sinh chi môn sao? Lâm Phong tò mò hỏi, Ninh Trọng Đạo cùng Ninh Tông Sơn cũng không khỏi nở nụ cười khổ, Ninh Trọng Đạo nói, có lẽ là chúng ta tư chất ngu dốt, cho nên vô pháp cảm ứng được vĩnh sinh chi môn. Hội không phải chỉ là để một cái truyền thuyết mà thôi. Lâm Phong hỏi, đương nhiên không phải, hai người nhanh chóng lắc đầu, Ninh Trọng Đạo nói, chúng ta tổ tiên về sau, có ba người cảm ứng được qua vĩnh sinh chi môn, mà cảm ứng được vĩnh sinh chi môn ba vị tổ tiên mặc dù không có có thể vĩnh sinh bất tử, thế nhưng ba vị tổ tiên đều bước vào chân tiên cảnh giới. Muốn biết rõ, muốn bước vào hư tiên cảnh giới đã là cực kỳ chuyện khó khăn, dù cho đang tu luyện thịnh thế thời điểm, hư tiên cảnh giới cũng là khủng bố vô cùng tồn tại, chứ đừng nói chi là chân tiên cảnh giới, tại nhất cường thịnh lúc tu luyện thay bên trong, chân tiên cảnh giới cũng là phượng mau lân giác đồng dạng tồn tại. Cho nên nói, muốn bước vào chân tiên cảnh giới, không có đại cơ duyên là không thể nào, mà chúng ta nhất mạch này ba vị tổ tiên, tại cảm ứng được vĩnh sinh chi môn sau, nhao nhao bước vào chân tiên cảnh giới, kỳ thực trên theo ba vị tổ tiên nói, bọn họ thậm chí không có được ít nhiều cơ duyên, chỉ là ngắn ngủi cảm ứng được vĩnh sinh chi môn, thế nhưng, từ nay về sau, thật giống như khí vận gia thân đồng dạng, tu vi nhanh chóng, rất nhiều tối nghĩa khó hiểu đại đạo, rất dễ dàng là có thể lĩnh hội. Có lẽ cái này chính là vĩnh sinh chi môn phi phàm chỗ a. Ninh Trọng Đạo một phen lời nghe thật sự là có chút mơ hồ, thế nhưng Lâm Phong biết, Ninh Trọng Đạo một phen kỳ thật nói đều là thật tình. Vĩnh sinh chi môn chính là như thế phi phàm, điểm này không phải không thừa nhận, Lâm Phong nói, có hay không có thể mang theo ta đi nhìn xem tảng đá kia. Tự nhiên không có vấn đề, Ninh Trọng Đạo nói, lập tức hắn chuyển giọng, nói, chỉ là nhìn tảng đá kia lúc trước cần làm một chút chuẩn bị, bởi vì tảng đá kia đã sinh ra linh, chúng ta cần đi trước gặp hắn có thể đợi đến rõ ràng ngày, lại đi quan sát tảng đá kia. Đương nhiên không có vấn đề, Lâm Phong gật gật đầu nói. Hai bên lại trò chuyện trong chốc lát về sau, Lâm Phong lập tức rời đi. Hắn quay trở về chỗ ở, phát hiện trong đình viện đứng một danh nữ tu. Ánh trăng rơi hạ xuống, ngân sắc ánh trăng dài tại trên người của nàng, mang nàng chiếu rọi như là nguyệt cung bên trong tiên tử đồng dạng mỹ lệ. Lâm Phong bước nhanh tới, trực tiếp mang nàng ôm vào trong ngực. Nghe nói lão tổ đem ngươi gọi đi, có hay không cùng ngươi nói chuyện ninh ra một sự tình. Quản quản nói, Lâm Phong nói, nói chuyện, quản quản đầu tại Lâm Phong lồng ngực cọ sát, lập tức nói, không muốn bởi vì quan hệ của ta mà cảm giác được làm khó. Ngươi làm ra bất kỳ lựa chọn nào, ta đều ủng hộ ngươi. Lâm Phong xoa xoa quản quản tuyệt mỹ khuôn mặt, sau đó nói, chuyện của ngươi, chính là chuyện của ta. Ninh ra sự tình, chính là chuyện của ta, ai nếu là dám khi dễ ngươi, ta liền lột ra hắn nghe được lâm phong kia khí phách tuyên ngôn quản quản nội tâm hết sức ngọt ngào một đêm này đối với lâm phong cùng quản quản nhất định là đêm không ngủ phân biệt nhiều năm lần nữa gặp nhau tự nhiên có quá nhiều lời muốn kể rõ ngày mai ninh trọng đạo đi tới lâm phong nơi này cười hỏi lâm đạo hiếu hôm qua thiên ngủ được còn thói quen lâm phong cười cười nói hết thảy đều rất tốt đa tạ ninh đạo hiếu quan tâm ninh trọng đạo nói hôm qua thiên ta đã đi gặp thần thạch đem chuyện của ngươi nói cho thần thạch nếu là lâm đạo Hiếu hiện tại nếu không có chuyện gì khác xử lý, chúng ta hiện tại liền đi gặp một lần thần thạch A. Không có vấn đề, lâm phong gật gật đầu, hắn hiện tại xác thực đã không thể chờ đợi được đi gặp một lần kia khối thần thạch. Muốn xem vừa nhìn kia khối thần thạch đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Tại ninh trọng đạo dẫn dắt, lâm phong đi tới ninh ra chỗ sâu một tòa phủ đệ bên trong. Đây là ta bế quan chi địa, ninh trọng đạo nói, lâm phong gật đầu, ninh trọng đạo đem lâm phong dẫn tới hắn bế quan bên trong cung điện nơi này có tầng tầng lớp lớp cung điện. Tổng cộng phân bố lấy thập bát trọng cung điện, Lâm Phong tiến vào chỗ sâu nhất bên trong cung điện, sau đó cũng không biết Ninh Trọng Đạo làm thế nào chạm đến cơ quan, chỉ thấy cung điện chính giữa khu vực trên sàn nhà hiện ra một tòa bát quái trận, đón lấy lạc ấn lấy bát quái trận sàn nhà lõm xuống dưới, một tòa đi thông mà ở dưới thông đạo xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Lâm Đạo Hữu Thỉnh, Ninh Trọng Đạo nói, Lâm Phong khách khí nói, Ninh Đạo Hữu Thỉnh, Ninh Trọng Đạo ở phía trước dẫn đường, Lâm Phong đi theo Ninh Trọng Đạo sau lưng, hai người một trước một sau tiến vào mật thất dưới đất bên trong. Mật thất dưới đất diện tích rất lớn, tại mật thất dưới đất bên trong, để đó một khối 3 mét cao tảng đá. Tảng đá kia, bày biện ra bất quy tắc hình thái phân bố, tảng đá chỉnh thể bày biện ra than trì vẻ. Tảng đá kia nhìn từ ngoài là có chút phổ thông, cùng bên ngoài tùy ý có thể thấy thanh không có cái gì khác nhau. Thế nhưng, hiểu rõ tảng đá kia người cũng biết tảng đá kia địa vị đến cùng cỡ nào dọa người bất luận kẻ nào biết tảng đá kia lai lịch, tảng đá kia tác dụng, đều biết rung động không thôi. Ninh trọng đạo, người thối lui a à, một giọng nói từ trong viên đá truyền ra, chương 4102, Vĩnh sinh chi môn. Này nói thanh âm hiển nhiên là tảng đá linh, nhìn như phổ thông tảng đá, lại có chính mình linh. Lâm Phong sớm đã biết tảng đá kia có bản thân linh, cho nên nghe được tảng đá nói chuyện, cũng không kỳ quái. Hảo, các ngươi chậm rãi trò chuyện, Ninh Trọng Đạo nói, lập tức rời đi mật thất, trong mật thất chỉ còn lại có lâm phong cùng này khối thần thạch. Nghe nói người đem ninh ra cực phẩm nhất nữ nhân đoạt tới tay, tiểu tử, người rất có một bộ A. Tảng đá kia mở miệng nói, nghe được gia hỏa này một phen lời về sau lâm phong không khỏi trợn trắng mắt. Lâm phong cảm giác gia hỏa này nói như thế nào như vậy ti tiện đâu này. Chúng ta có thể đổi lại chủ đề tới tâm sự. Lâm phong nói, thần thạch lại nói, vì cái gì đổi chủ đề. Lão tử liền thích cái đề tài này, nhớ năm đó, lão tử cũng là phong lưu phóng khoáng tồn tại, không biết bao nhiêu tiên tử, thần nữ, hâm mộ lão tử. Gia hỏa này hết sức tự kỳ, cũng không biết là đang nói thật sự, vẫn là tại khoác lác bức. Hiện tại Lâm Phong đã có thể hoàn toàn xác định, này khối thần thạch linh, tuyệt đối là một cái không đứng đắn gia hỏa. Lâm Phong tức giận nói, thôi đi, đừng có lại tiếp tục khoác lác ép. Ai hội hâm mộ một tảng đá, thần thạch nói, người biết cái đếch gì, người đối với bổn tọa lịch sử, căn bản chưa từng có bất kỳ hiểu rõ. Lâm Phong bĩu môi, nói, có lẽ ngươi có thể nói với ta nói xem, ngươi nói cho ta, ta hiểu được. Muốn để ta nói cho ngươi, đó là không có khả năng sự tình, đây là ta trong nội tâm bí mật, kia đoạn đẹp nhất hảo tuế nguyệt, liền vĩnh viễn chôn giấu tại trong lòng của ta. a. À. Gia hỏa này có chút tự kỷ nói, nghe được gia hỏa này một phen lời về sau Lâm Phong thật sự có rút gia hỏa này xúc động. Thần Thạch tiếp tục nói, chúng ta tới tâm sự ngươi đến nơi đây mục đích a, à? ngươi muốn làm gì? cảm ngộ vĩnh sinh chi môn sao? Thật sự là nói nhảm, không cảm ứng vĩnh sinh chi môn, tới nơi này làm gì? Lâm Phong không khỏi một hồi không lời, đương nhiên những lời này hắn cũng không có nói ra. Bằng không xác định vững chắc sẽ chọc cho giận ra hỏa này. Lâm Phong nói, đúng vậy, ta là tới lĩnh hội vĩnh sinh chi môn, bằng vào thiên phú của ngươi, chỉ sợ không được, hay là sớm làm buông tha đi ta đã thấy rất nhiều so với người thiên phú tốt hơn cũng không thể cảm ứng được vĩnh sinh chi môn tồn tại, huống chi ngươi sao. Thần thạch tiếp tục nói, hiện tại Lâm Phong không chỉ có nghĩ quất chết ra hỏa này, quả thật liền nghĩ đem ra hỏa này trực tiếp đạp nát. Ra hỏa này, tuyệt đối là cố ý, thật sự là một cái đáng chém ngàn đao ra hỏa, đem đả kích người khác trở thành chính mình niềm vui thú, đương nhiên Lâm Phong cũng không hề chấp nhận ra hỏa này. Này chư thiên vạn giới, thiên phú có thể cùng hắn so sánh, lâm phong tin tưởng không có mấy người về phần thiên phú vượt qua người của hắn lại càng thêm hiếm thấy lâm phong nói không nếm thử một dưới làm sao biết vô pháp cảm ứng được đâu này có đôi khi cần nhìn có hay không cơ duyên có người thiên phú rất tốt nhưng nếu là không có cơ duyên có lẽ cuối cùng hội thất bại nhưng có người thiên phú không đủ mạnh lớn nhưng nếu là có cơ duyên nói không chừng sẽ thành công đâu này ngươi đã kiên trì ta có thể cho ngươi một cái cơ hội khoanh chân ngồi ở thần thạch phía trước a ta sẽ thử đem ngươi kéo vào một tòa thời không bên trong, muốn cảm ngộ được vĩnh sinh chi môn, bước đầu tiên là tiến vào này tòa thời không, sau đó mới có thể cảm ứng vĩnh sinh chi môn. Mà ta có thể không chút khách khí báo cho ngươi, đến đây cảm ứng vĩnh sinh chi môn người, 90% đều đã thất bại, dù cho tại trợ giúp ta, bọn họ thần thức cũng không cách nào tiến vào này tòa thời không bên trong. Thần Thạch nói, Lâm Phong chưa từng nhiều lời, hắn dựa theo thần Thạch phân phó, khoanh chân ngồi ở thần Thạch trước, sau đó nhắm mắt lại đón lấy Lâm Phong nỗ lực để mình tiến vào đốn ngộ trong trạng thái. Không lâu sau về sau, hắn cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng, cỗ này đặc thù lực lượng tựa hồ muốn đem Lâm Phong kéo vào một tòa thần bí thế giới bên trong. Thần thạch thanh âm vang vọng tại Lâm Phong trong óc, hoàn toàn thanh tĩnh lại, thật giống như đệ nhất thứ nguyên thần xuất khiếu thời điểm đồng dạng, để cho ngươi nguyên thần đi cảm mộ thiên địa. Lâm Phong nỗ lực để mình buông lỏng, theo thời gian trôi qua, Lâm Phong cảm giác, tựa hồ có một cỗ lực lượng tại dẫn dắt thân thể của hắn, tiến vào một tòa thần bí thế giới bên trong. Mà Lâm Phong thì là đi theo cổ lực lượng kia phiêu đãng lên. Cuối cùng, Lâm Phong phát hiện mình tới rồi một tòa thần bí thế giới bên trong. Lâm Phong lộ ra sắc mặt vui mừng, hẳn là chính mình thần thức, thành công tiến vào thần thạch chỗ nói này tòa thế giới bên trong. Xa xa một khối to lớn thần thạch bay tới, chính là bên ngoài Lâm Phong nhìn thấy kia khối thần thạch. Thần thạch không nói gì, mà là lơ lửng tại Lâm Phong trước người lâm phong khoanh chân mà ngồi thử cảm ứng thần thạch bên trong một chút đại đạo khí tức lâm phong chợt nghe vô số thanh âm những cái kia thanh âm toàn bộ trào vào trong óc những cái kia thanh âm có trời rung đất chuyển tiếng kêu giết thanh âm có trước khi chết không cam lòng tiếng gầm có thống khổ có tiếng kêu thảm thiết vân 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 cái dạng gì thanh âm đều có nghe được những cái kia thanh âm về sau lâm phong cảm giác đầu của mình thiếu chút nữa dạn nứt đồng dạng may mà lâm phong linh hồn đầy đủ cường đại loại kia đầu mong muốn dạn nứt cảm giác bị lâm phong thành công khắc phục lâm phong tiếp tục tham mộ thần thạch không biết đi qua bao lâu lâm phong chợt nghe có người ở bên tai nói chuyện người muốn lĩnh ngộ cái dạng gì nói đạo kia thanh âm hỏi vĩnh sinh chi đạo lâm phong nói vĩnh sinh chi đạo chỉ là một cái truyền thuyết đổi một loại chân thực một chút nói đạo kia thanh âm lần nữa truyền ra tại sao là truyền thuyết ta cảm thấy rất đúng thật sự người nếu như có thể trường sinh là có thể vĩnh sinh lâm phong nói trường sinh dễ dàng vĩnh sinh khó không đúng nói đúng ra hẳn là không người nào có thể vĩnh sinh đạo kia thanh âm tiếp tục nói ta muốn vĩnh sinh lâm phong hồi đáp ở giữa thiên địa không có vĩnh sinh chi đạo nếu ngươi là chấp mê bất ngộ có lẽ cái gì cũng không lĩnh ngộ được này nói thanh âm tiếp tục nói phải không nếu là cái gì cũng không thể lĩnh ngộ đến như vậy ta cũng nhận lâm phong nhàn nhạt đáp lại nói ngoại trừ vĩnh sinh chi đạo ta đối với cái khác nói hoàn toàn không có hứng thú. Lâm Phong hết sức cố chấp, hắn một lòng muốn lĩnh ngộ vĩnh sinh chi đạo, đạo kia thanh âm thì là biến mất, cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác xung quanh trở nên rõ ràng sáng lên. Hắn mở mắt, liền thấy được, nguyên bản có chút mờ tối không gian, hào quang càng ngày càng trói mắt. Hẳn là, Lâm Phong không khỏi hít sâu một hơi, sau đó hắn nghĩ tới loại nào đó tính khả năng. Hẳn là vĩnh sinh chi môn muốn xuất hiện sao, ầm 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 ầm, ầm ầm, tại trói mắt hào quang bên trong truyền tới từng đạo trời dung đất chuyển thanh âm. Không lâu sau về sau, Lâm Phong liền thấy được một tòa cao không biết bao nhiêu tuyệt đối trượng, rộng không biết bao nhiêu tuyệt đối trượng to lớn cửa đá xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Chương 4103, lạc ấn dưới vĩnh sinh chi môn hư ảnh. Vĩnh sinh chi môn, Lâm Phong thấy được kia cái cửa đá thật to, trên mặt của hắn lộ ra rung động biểu tình. Vĩnh sinh chi môn, thật sự là quá lớn hắn thử bay về phía này tòa cửa đá. Thế nhưng, vô luận Lâm Phong tốc độ thật là nhanh. Vô luận Lâm Phong như thế nào thử tới gần này tòa cửa đá, hắn như cũng vô pháp đi đến này tòa cửa đá bên cạnh. Này tòa cửa đá, khoảng cách Lâm Phong hết sức xa xôi. Giống như là chân trời góc biển đồng dạng khoảng cách, Lâm Phong nhíu mày, hắn phát hiện vấn đề, hắn tựa hồ vô pháp tới gần này tòa cửa đá. Vĩnh sinh chi môn cũng không phải là chân thật, chỉ là hư ảo mà thôi, liền hư ảo vĩnh sinh chi môn, ta cũng không thể tới gần sao. Lâm Phong không khỏi tự nói, điều này làm cho hắn cảm giác có một chút tiếc nuối, hắn muốn tới gần vĩnh sinh chi môn, nhưng làm gì được, thử nhiều lần, lại vô pháp tới gần. Cuối cùng, Lâm Phong chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Lâm Phong cảm thấy, có lẽ có thể lạc ấn hạ xuống vĩnh sinh chi môn hư ảnh, đây là một loại nói. Đây là một loại vô địch nói, nếu là có thể lạc ấn hạ xuống vĩnh sinh chi môn hư ảnh, đến lúc sau trực tiếp triệu hoán vĩnh sinh chi môn hư ảnh đối địch. Tuyệt đối là một môn nghịch thiên thủ đoạn, Lâm Phong thử sẽ vĩnh viễn sinh chi môn khác ở trong đầu của mình. Thế nhưng Lâm Phong phát hiện, như là có một loại lực lượng vô hình tại ngăn trở lấy đây hết thảy. Vô luận Lâm Phong như thế nào thử, như thế nào nỗ lực. Tựa hồ luôn là kém một chút hỏa hầu cảm giác, điều này làm cho Lâm Phong có chút buồn bực. Kỳ thật Lâm Phong cũng biết, muốn sẽ vĩnh viễn sinh chi môn lạc ấn trong đầu là một kiện khó như lên thiên đồng dạng sự tình, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tu sĩ làm như vậy thế nhưng chân chính thành công, hẳn là phượng mau lân giác đồng dạng thưa thớt. Lâm Phong chưa bao giờ là một cái buông tha người, trong đầu của hắn một mực nhớ lại vĩnh sinh chi môn bộ dáng. Cao không biết bao nhiêu tuyệt đối trượng, rộng không biết bao nhiêu tuyệt đối trượng, đồng thời Lâm Phong vận chuyển Lâm Chữ chân Ngôn, cái này thần thông có thể tương trợ Lâm Phong ngộ đạo. Lâm Chữ chân Ngôn tại Lâm Phong ngộ đạo thời điểm xác thực làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Chữ chân Ngôn cái này thần thông, dần dần làm ra tác dụng, Lâm Phong cảm giác mình cùng Vĩnh Sinh Chi Môn trong đó tựa hồ sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích liên hệ. Loại này liên hệ hết sức vi diệu, Lâm Phong thậm chí cảm giác chính mình thấy được Vĩnh Sinh Chi Môn mặt trên một chút cổ xưa phù văn. Những cái kia phù văn, thần bí khó lường, những cái kia phù văn, cổ xưa cường đại, Lâm Phong thử lĩnh ngộ những cái kia phù văn, thế nhưng những cái kia phù văn thật sự là quá thâm ảo khó lường, làm Lâm Phong muốn lĩnh ngộ những cái kia phù văn thời điểm hắn cảm giác đầu vô cùng đau đớn. Đầu giống như là muốn nứt ra. Lâm Phong biết, hắn hiện tại, sợ là còn vô pháp lĩnh ngộ những cái kia phù văn. Rất nhiều nói, không phải là người muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, một chút nói, đối với tu sĩ tu vi đều có được hạn chế. Làm tu vi không đủ thời điểm, muốn lĩnh ngộ những cái kia nói, căn bản vô pháp làm được, nếu như không có cánh nào làm được điều kiện tiên quyết, cưỡng ép đi lĩnh ngộ những cái kia nói. Kết quả cuối cùng chính là tổn thương tới chính mình lĩnh ngộ đại đạo cuối cùng lọt vào đại đạo phản phệ như vậy ví dụ tại tu luyện giả thế giới bên trong thật sự là rất nhiều lâm phong không hề cố chấp tại đi lĩnh ngộ vĩnh sinh chi môn mặt trên những cái kia thần bí phù văn hắn vẫn cùng lúc trước đồng dạng thử đem chọn tòa vĩnh sinh chi môn bộ dáng khác ở trong đầu của mình kỳ thật nếu là lâm phong thấy chính là chân thật vĩnh sinh chi môn thành công lạc ấn hạ xuống vĩnh sinh chi môn hư ảnh tự nhiên so với hiện tại đơn giản hơn rất nhiều nhưng mấu chốt lâm phong thấy chính là một tòa hư ảo vĩnh sinh chi môn là một tòa không chân thực vĩnh sinh chi môn, cho nên, lạc ấn hạ xuống vĩnh sinh chi môn hư ảnh, trở nên khó khăn rất nhiều. Nhưng may mà, Lâm Phong ngộ tính siêu phàm, theo thời gian trôi qua, vĩnh sinh chi môn hư ảnh dần dần bị Lâm Phong khắc ở trong đầu của mình. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Phong triệt để lạc ấn hạ xuống rồi vĩnh sinh chi môn hư ảnh. ầm 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 Lâm Phong đã nghe được trời rung đất chuyển thanh âm, hắn mở mắt, nhất thời liền phát hiện, này tòa khổng lồ vĩnh sinh chi môn đang tại rất nhanh tiêu tán. Không có bao lâu, này tòa khổng lồ vĩnh sinh chi môn, liền triệt để biến mất không thấy. Mà lâm phong thần thức từ này tòa thần bí trong không gian lui ra ngoài. Thần thức của hắn trở về bản thể, lâm phong phát hiện mình vẫn khoanh chân ngồi ở thần thạch lúc trước. Nhìn dáng vẻ của người tựa hồ có chỗ đốn ngộ, người đốn ngộ đến cái gì? Tiên kinh, thần thông, thậm chí, vĩnh sinh chi môn khả năng xuất hiện vị trí. Thần thạch hỏi, gia hỏa này lời vẫn luôn thật nhiều lâm phong nói ta ngộ đến vĩnh sinh chi đạo cái gì đây là thật thần thạch không khỏi kinh hô lên nhưng ngay sau đó gia hỏa này kêu lên ngươi gạt ta ngươi làm sao có thể ngộ đến vĩnh sinh chi đạo đó này là không thể nào a à, theo ý của ngươi có lẽ là không thể nào nhưng trong mắt của ta là một kiện hết sức dễ dàng sự tình lâm phong bĩu môi nói thần thạch khinh thường nói tiểu tử đừng khoác lác tối thiểu nhất cần tu luyện tới chân tiên cảnh giới mới có thể đi cảm ngộ Vĩnh Sinh chi. Đằng sau kia cái đạo chữ còn chưa từng nói xuất ra, Thần Thạch liền nhanh chóng ngậm miệng. Lâm Phong con mắt thì là sáng sủa lại, Thần Thạch gia hỏa này quả nhiên không thành thật a, à, hơn nữa trong miệng không có cái gì lời nói thật, gia hỏa này lúc trước báo cho Lâm Phong nói không có Vĩnh Sinh chi đạo, nhưng hiện tại nói lỡ miệng, lại nói duy chỉ có tu luyện tới chân tiên cảnh giới mới có tư cách đi lĩnh ngộ Vĩnh Sinh chi đạo. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thế gian này thật sự có vĩnh sinh chi đạo, Lâm Phong trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ cần thế gian này thật sự có vĩnh sinh chi đạo, như vậy tương lai một loại thiên, hắn liền có cơ hội thử đi lĩnh ngộ vĩnh sinh chi đạo. Lâm Phong luôn luôn đối với chính mình đều là như thế tự tin. Có một việc ta rất muốn biết, không biết người có thể hay không vì ta giải đáp. Lâm Phong hỏi, thần thạch nói, vậy cũng phải trước tiên nói một chút về là chuyện gì, mà còn muốn nhìn đại gia tâm tình của ta như thế nào, đại gia tâm tình của ta nếu không phải sai có lẽ có thể đối với ngươi chỉ điểm một ít lâm phong nói là như vậy ta nghĩ biết vĩnh sinh chi môn nội bộ là một cái dạng gì thế giới ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai thần thạch nói trong giọng nói mang theo cảnh giác như đề phòng cướp đồng dạng đề phòng lấy lâm phong lâm phong nói ngươi không phải từ vĩnh sinh chi môn nội bộ thế giới bên trong lưu truyền tới bảo bối sao cho nên ta nghĩ ngươi hẳn là đối với này tòa thế giới có chỗ hiểu rõ Ngươi như vậy đón lấy phủ nhận, là không phải là không muốn nói cho ta biết. Ngươi có thể khai mở một cái điều kiện, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thế giới kia sự tình, vô luận ngươi đưa ra cái dạng gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể đủ làm được, ta nhất định thỏa mãn ngươi, như thế nào? Hả, phải không? Thần Thạch hỏi, gia hỏa này tựa hồ có chút động tâm doài Chương 4104, tể tụ. Đương nhiên, con người của ta luôn luôn nói lời giữ lời. Lâm Phong nói, một lát sau, Thần Thạch nói điều kiện rất mê người a à, nhưng làm gì được ta đối với thế giới kia là thực hoàn toàn không biết gì cả a à. năm đó ta từ thế giới kia sau khi đi ra còn không có đản sinh ý thức đó bất quá nghe nói vĩnh sinh chi môn nội bộ có vô cùng vô tận bảo bối như thế nào rất cảm thấy hứng thú sao có lẽ ngươi có thể lại đốn ngộ một lần nhìn xem vĩnh sinh chi môn đến cùng ở chỗ nào ngươi nếu là có thể tìm đến chân chính vĩnh sinh chi môn có lẽ có thể tiến vào vĩnh sinh chi môn bên trong đâu này lâm phong nói hay là thôi đi cơ duyên của ta đã được muốn lại đốn ngộ đã rất khó lập tức lâm phong nói gặp lại a à, ta muốn rời đi tiểu tử chớ vội đi a à, chúng ta còn có thể lại tán gẫu trò chuyện ta cho ngươi tâm sự năm đó ta cùng với một đám tiên nữ thần nữ sự tình như thế nào thần thạch nói ra hỏa này thanh âm nghe ti tiện ti tiện lâm phong nói ta không có hứng thú nghe sau đó không hề dừng lại nhanh chóng rời đi nơi này lâm phong từ trong mật thất đi lên về sau mật thất nhập khẩu lần nữa khép kín lâm đạo hữu có hay không có thu hoạch ninh trọng đạo cười hỏi lâm phong nói cũng không tệ lắm có chỗ thu hoạch vậy thật muốn chúc mừng lâm đạo hữu ninh trọng đạo cười nói hắn cũng không có hỏi thăm lâm phong đến cùng có cái gì thu hoạch đó là lâm phong cơ duyên của mình thuộc về việc riêng tư ninh trọng đạo như vậy người từng trải tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm lâm phong hỏi ta tại trong mật thất chờ đợi bao lâu ninh trọng đạo nói Nửa tháng thời gian, Lâm Phong có chút kinh ngạc, hắn cảm giác chỉ là trong nháy mắt vung lên đang lúc thời gian mà thôi. Vậy mà đi qua lâu như vậy, Ninh Trọng Đạo tiếp tục nói, "Lâm đạo hữu, theo ánh mắt của chúng ta trở lại bẩm báo, đại trưởng lão nhất mạch lôi kéo tứ đại thế lực cao thủ đã đi tới Thiên Nam Tinh, đoán chừng không lâu sau về sau bọn họ muốn đối với tộc của chúng ta giải nhất mạch động thủ, chúng ta làm như thế nào đối phó bọn họ?" Nói đến chính sự, Ninh Trọng Đạo lo lắng, tuy hắn thực lực cường đại, thế nhưng Thế đơn lực bạc a, à, căn bản vô pháp cùng nhiều cường giả như vậy chống lại." Lâm Phong cười cười, nói, "Đạo hữu không cần sợ, có ta đây, đến lúc sau cam đoan những người kia có tới không quay về." Nghe vậy, Ninh Trọng Đạo con mắt nhất thời sáng sủa, hắn thích nhất chính là Lâm Phong loại này thong dong cùng tự tin. Điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, để cho hắn tự tin tăng gấp đôi. "Lâm đạo hữu ý định như thế nào đối phó những người kia?" Ninh Trọng Đạo hỏi, "Trận pháp trùng bầy, cộng thêm tộc trưởng nhất mạch cao thủ, đủ để đối phó những người kia. Trừ phi có tán tiên cấp bậc cường giả đến nơi, bằng không mà nói, không có ai có thể sống lấy chạy đi. Lâm Phong nói, Ninh Trọng Đạo nói, thế nhưng là, tầm thường trận pháp, sợ là khó có thể đối phó bọn họ. Ninh Trọng Đạo sở dĩ nói như vậy, hiển nhiên đối với Lâm Phong trận pháp trình độ có chỗ hoài nghi. Kỳ thật điều này cũng không trách Ninh Trọng Đạo, rốt cuộc Lâm Phong thật sự là quá trẻ tuổi. Lâm Phong trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế khủng bố đã là cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Mà một người tinh lực là có hạn độ, Lâm Phong tại trên tu vi tạo nghệ cao thâm, như vậy trên trận pháp mặt, hẳn là không có cái gì cao thâm tạo nghệ A. À. Rốt cuộc, Lâm Phong nào có nhiều như vậy tâm tư, tại ngắn ngủn hơn 100 năm trong thời gian. Đã muốn đem tu vi tăng lên, vừa muốn đem trận pháp trình độ để thăng đi lên. Quả thật chính là, mơ mộng hảo huyền, Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta chính là thiên sư đạo truyền nhân, này trong thiên hạ, Trận pháp trình độ có thể so với qua người của ta, đã không nhiều lắm. Cái gì? Lâm đạo hữu hay là Thiên sư đạo truyền nhân? Ninh Trọng đạo nhất thời kinh hô lên, quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Thiên sư đạo, cỡ nào vang dội danh tự a? Tiếng tâm lừng lấy Thiên sư đạo đại biểu trận pháp tạo nghệ cực hạt, Lâm Phong nếu là Thiên sư đạo truyền nhân, liền đủ để nói rõ Lâm Phong tại trên trận pháp mà tạo nghệ đến cỡ nào cường đại. Không sai, ta là Thiên sư đạo truyền nhân, hiện tại Ninh đạo hữu là có thể hay không yên lòng? Lâm Phong hỏi, ha 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 ha, có thể yên tâm, có thể yên tâm. Ninh Trọng Đạo cười lớn nói, hắn hiện tại hết sức kích động, Ninh ra liệt tổ liệt tông phù hộ A, à, để cho quản quản tìm được như vậy một cái như thần như ma nam tử. Nếu không có người nam nhân này che chở, Ninh ra tộc trưởng nhất mạch, sợ là khó tránh khỏi bị người diệt mất vận mệnh. Mà có người nam nhân này che chở, Ninh ra tộc trưởng nhất mạch, không chỉ có có thể bảo tồn hạ xuống. Thậm chí, còn có thể mượn một cơ hội này khuếch trương. Ninh Trọng Đạo có một loại mãnh liệt trực giác, hắn cảm giác Lâm Phong không phải là một cái tình nguyện tịch mịch người. Lần này hành động, Lâm Phong đoán chừng hội bồi dưỡng thế lực của mình. Huyền vực biển sao cái chỗ này cực kỳ mấu chốt, là vô số tinh vực, đi đến bất tử giới rốt cuộc chi địa. Nếu là có thể đem Huyền vực biển sao trưởng khống trong tay, tương đương với nắm trong tay một chỗ giao thông yếu đạo. Đến lúc sau có thể thu hoạch vô số tài nguyên, vô số tài phú, đến lúc sau thậm chí có thể lấy Huyền vực biển sao làm trung tâm xây dựng một cái khổng lồ thế lực mà cái thế lực này có thể trắng trận chiêu binh mãi mã không ngừng tăng cường trở thành tinh không thế giới bên trong siêu cấp bá chủ ninh trọng đạo không biết lâm phong trong nội tâm nghĩ thế nào nhưng ninh trọng đạo cảm giác lâm phong hẳn là muốn đem huyền vực biển sao trường khống tại trong tay mình việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền đi bày trận lâm phong nói hảo ta tới giúp đỡ đạo hữu một chỗ bày trận ninh trọng đạo nói tại Lâm Phong cùng Ninh Trọng Đạo bắt tay vào làm bố trí đại trận thời điểm. Ninh Long thiên đại biểu đại trưởng lão nhất mạch, tại cách ly Ninh thành ba vạn trong bên ngoài một cái thành nhỏ bên trong cùng tứ đại thế lực đại biểu tề tụ một nhà. Tứ đại trong thế lực, huyền đạo tông tới hai đại đế chủ cấp bậc cường giả, này hai đại đế chủ cấp bậc cường giả, tên lão giả kia gọi là huyền thiên tử, kia tên trung niên tu sĩ thì gọi là huyền cơ tử. Mộ dung gia tộc tới ba vị cao thủ đứng đầu, người thứ nhất chính là một tên dáng người gầy gò lão giả, người này gọi là mộ dung nhân tuy danh tự bên trong có nhân chữ nhưng người này cũng không phải là hạng người lương thiện gì giết người không chắc mắt nghe nói là tiên ma đồng tu năm đó vì tu luyện ma công đồ sát đếm rõ số lượng ngàn vạn người còn có một tên mỹ phụ gọi là mộ dung ngọc nhi một người khác thì là lâm phong quen biết đã lâu mộ dung nguyệt thiện tư đồ gia tộc cường giả là hai tên trung niên tu sĩ một người gọi là tư đồ lôi hải một người gọi là tư đồ lôi minh nghe nói còn là một đôi thân huynh đệ, khí tức thâm trầm cường đại. Hách liên gia tộc cường giả, thì là một tên bà lão cùng một tên Mỹ Phụ. Bà lão gọi là Thiên Nguyệt bà bà, Mỹ Phụ thì gọi là Hách liên mộng lộ, chư vị đợi lâu, chỉ chờ chư vị đến nơi, chúng ta liền đối với tộc trưởng nhất mạch phát động tổng tiến công. Đến lúc sau tất nhiên có thể thẳng đảo Hoàng Long, tiêu diệt tộc trưởng nhất mạch tất cả mọi người. Ninh Long thiên buồn rười rượi nói, trong con người lóe ra lành lạnh sát ý chương 4105, mưa gió nổi lên. Mộ Dung Nguyệt Thiện hỏi, các người ninh gia gần nhất có phải hay không tới một vị khách nhân? Khách nhân, ninh long thiên nghi hoặc, lập tức nghĩ tới Lâm Phong, nói, gần nhất tộc trưởng nhất mạch tới một nhân vật lợi hại, dường như gọi là Lâm Phong, là một danh nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi, thủ đoạn cực kỳ phi phàm, cùng chúng ta này nhất tộc kết đại thù, thế nhưng trở ngại tộc trưởng nhất mạch kia cái này lão bất tử mặt, chúng ta một mực không có xuất thủ tiêu diệt ra hỏa này, Bất quá lần này công hãm tộc trưởng nhất mạch về sau, nhất định phải đem kẻ này toái thi vạn đoạn. Mộ Dung Nguyệt Thiện nói, người này, chính là chúng ta muốn tìm người. Hả, các ngươi mộ Dung gia tộc cũng ở tìm kiếm kẻ này. Hẳn là kẻ này cùng các ngươi mộ Dung gia tộc cũng có thù hay sao? Ninh Long Thiên Nghi ngờ hỏi, có cửu oán, đương nhiên là có thù, kẻ này phải chết, mộ Dung Nguyệt Thiện con người lộ ra sát ý. Giờ này khắc này, Lâm Phong đang tại bố trí đại trận, cho nên, hắn cũng không biết Ninh Long Thiên đã cùng tứ đại thế lực cao thủ hội tụ lại với nhau thương thảo đánh Ninh gia tộc trưởng nhất mạch sự tình. Ninh gia tộc trưởng nhất mạch cùng đại trưởng lão nhất mạch tuy đều tại một cái trong phủ đệ, thế nhưng Ninh gia tộc trưởng nhất mạch chiếm cứ phía đông khu vực, mà đại trưởng lão nhất mạch thì là chiếm cứ tây bộ tây vực. Hai bên phân biệt rõ ràng, Lâm Phong bày trận kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó khăn, chủ yếu là bởi vì tộc trưởng nhất mạch nơi này bản thân liền có rất nhiều đại trận. Mà những cái này trong đại trận không chỉ có, có ảo trận, Mê trận cũng có các loại công kích đại trận vân vân đại trận. Những cái này đại trận tổ hợp cùng một chỗ uy lực vẫn là hết sức cường đại. Thế nhưng, nếu là muốn dựa theo những cái này đại trận chu sát xâm phạm người hiển nhiên 10 phần khó khăn, đế chủ cấp bậc trở xuống tu sĩ có lẽ sẽ bị đại trận chu sát. Thế nhưng đế chủ cấp bậc trở lên tu sĩ là rất khó bị chu sát, cái này cấp bậc tu sĩ chiến lực cường đại. Cái này cấp bậc tu sĩ không cần quá nhiều người, chỉ cần 10 người, đoán chừng là có thể huyết tẩy nhất tộc. Cho nên Lâm Phong bố trí đại trận, chủ yếu chính là đối phó những cái này đế chủ trở lên cường giả. Lâm Phong trọng điểm bố trí ba loại đại trận, này ba loại đại trận theo thứ tự là Chu Tiên đại trận, Huyền Tẫn đại trận, Bát Quái đại trận. Những cái này đại trận, Lâm Phong đều không chỉ một lần bố trí qua, cho nên cũng sớm đã quen việc dễ làm. Còn có Ninh Trọng Đảo hỗ trợ, Lâm Phong bố trí đại trận tốc độ cực kỳ cực nhanh. Ba loại đại trận trận nhãn bên trong đều có cấp cao nhất pháp bảo trấn thủ trận nhãn. Tỷ như chủ tiên đại trận trận nhãn bên trong có hắc long kiếm tứ đại thạch kiếm thanh sơn kiếm cũng bị lâm phong đặt ở trận nhãn bên trong trấn thủ đại trận huyền tấn trong đại trận lâm phong đem bổn mạng của mình pháp bảo hỗn độn thạch cùng với thiên cổ đặt ở hạch tâm trận nhãn bên trong trấn thủ huyền tấn đại trận trận nhãn về phần bát quái trận bên trong trấn thủ trận nhãn bảo bối nhiều hơn một chút minh vương trung cửu ma đồ ngũ long luân chờ tám kiện chí bảo bị lâm phong phảng phất bát quái đồ tám tòa trận nhãn bên trong cường đại như thế trận pháp còn có nhiều như thế pháp bảo, một khi kích hoạt, uy lực tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Đến lúc sau, đế chủ cấp bậc cường giả đến nơi, sợ là có chết vô sinh. Bố trí xong đại trận về sau, Lâm Phong cuối cùng có thể thở dài ra một hơi. Lâm Phong nhìn về phía Ninh Trọng Đạo, nói, ta chỗ bố trí trận pháp, bao phủ chỗ sâu nhất bốn tòa biệt huyền, hiện tại liền mệnh lệnh xuống dưới, để cho tộc trưởng nhất mạch tộc nhân, lặng yên không một tiếng động rút lui đi vào, không muốn kinh động đại trưởng lão nhất mạch người. Nghe vậy, Ninh Trọng Đạo gật gật đầu, nói, hảo, ta hiện tại liền đi ban bố mệnh lệnh. Ninh Trọng Đạo tiến đến ban bố mệnh lệnh, mà Lâm Phong thì là trở lại nghỉ ngơi địa phương. Không lâu sau về sau, quản quản đi tới Lâm Phong nơi này, quản quản có chút lo lắng nói, ta đã nghe mẫu thần nói đến tứ đại thế lực đi đến thiên nam tinh sự tình, đoán chừng trong mấy ngày này nào đó thiên ban đêm, những người này muốn đánh tộc của chúng ta dài nhất mạch. Quản quản biết Lâm Phong tại bầy trận, chỉ là lần này, đại trưởng lão nhất mạch cấu kết mặt khác tứ đại đỉnh cấp thế lực một chỗ vây công tộc trưởng nhất mạch quản quản vẫn còn có chút lo lắng lâm phong bắt lấy quản quản bàn tay như ngọc trắng lập tức nói không cần lo lắng không dám nói có thể làm cho đến chỗ này người toàn quân bị diệt thế nhưng ta dám cam đoan đa số người là trở về không được nghe được lâm phong lần này âm điệu mạnh mẽ trả lời về sau quản quản nhất thời yên tâm rất nhiều lâm phong tiếp tục nói đợi đến giải quyết xong ninh gia chi nguy sau Ta ý định dần dần tẩm ăn mất mặt khác tứ đại thế lực. Ngươi nói là, ngươi muốn tẩm ăn mất cùng đại trưởng lão nhất mạch hợp tác tứ đại thế lực. Quản quản giật mình hỏi, nàng ngược lại là không ngờ tới, Lâm Phong vẫn còn có như vậy ý định. Lâm Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, tương lai ta chỗ làm sự tình, cần nắm giữ lực lượng cường đại. Cho nên, ta cũng cần xây dựng từng cái một thế lực cường đại, không ngừng chiêu binh mãi mã, tăng cường bản thân, hy vọng ngày sau có thể vì ta sử dụng. Lâm Phong chỗ nói sự tình, chủ yếu có hai chuyện tình. Đệ nhất, nghĩ cách cứu viện bị trấn áp mẫu thân, nhiều người lực lượng lớn. Đến lúc sau xây dựng một chi quân đội tinh nhuệ, tất nhiên có thể đưa đến thật lớn tác dụng. Thứ hai, chống lại diệt thế cuộc chiến. Đợi đến diệt thế cuộc chiến đến nơi thời điểm, Lâm Phong cũng cần một chi cường đại tinh nhuệ quân đoàn. Chỉ có nắm giữ lực lượng đầy đủ cường đại mới có thể tại diệt thế cuộc chiến bên trong sống sót. Hơn nữa, Lâm Phong còn có chính mình cần thủ hộ người như thân nhân của mình, bằng hữu của mình, nữ nhân. Thậm chí, chính mình nữ nhân người nhà vân vân. Nếu là Lâm Phong một người, tự nhiên không có khả năng thủ hộ bọn họ nhiều người như vậy, cho nên Lâm Phong cần rất nhiều người phụ trợ. Đây cũng là hắn thích xây dựng một chút thế lực lớn nguyên nhân chủ yếu. Muốn tầm ăn mất thế lực này, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng tình. Quản quản nói, lần này, ta sẽ tận lực nhiều độ hóa mấy tôn đế chủ, như là nhận được những cái kia đế chủ phụ trợ tầm ăn mất tứ đại thế lực tỷ lệ liền lớn hơn. Lâm Phong nói, ừ, ngươi nhất định có thể thành công, quản quản trùng điệp gật đầu, ba ngày sau, sấm sét vang dội mưa to mưa to, hạ xuống tới mưa to che lại tầm mắt, Lâm Phong nhìn nhìn phía ngoài mưa to, nói, như vậy ban đêm thích hợp nhất hảo hảo ngủ một giấc. Ninh Trọng Đạo nói, đây là động thủ cơ hội tốt nhất. Lâm Phong nói, phân phó xuống dưới, để cho tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt. Ninh Trọng Đạo gật gật đầu, cùng ninh tông sơn thì thầm một phen ninh tông sơn cứ làm công tác chuẩn bị lâm phong nghĩ rằng đối phương tối nay sẽ có hành động cho nên lâm phong để cho tộc trưởng nhất mạch thủ vệ đều rút lui trở về trong đại trận không cần thiết để cho bọn họ tiếp tục tại xung quanh tuần tra làm như vậy chỉ sợ hy sinh vô ích mất những người này đương nhiên đem bọn họ rút lui trở lại đối phương nhất định sẽ có chỗ hoài nghi nhưng lâm phong không quan tâm lâm phong tin tưởng những người kia tất nhiên cực kỳ tự tin mặc dù phát giác được tộc trưởng nhất mạch đã có chỗ chuẩn bị, như cú hội áp dụng cường công thủ đoạn. Những người này chỉ cần hãm vào trong đại trận, Lâm Phong có lòng tin, để cho bọn họ có tới không quay về. chương 4106, lớn lối vô cùng một đám người. Đêm khuya vắng người, mưa to mưa to, siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh rất nhanh hướng phía tộc trưởng nhất mạch chỗ phủ đệ lướt đến. Những cái này cường giả, chính là đại trưởng lão nhất mạch cùng tứ đại thế lực cường giả. Đại trưởng lão nhất mạch tổng cộng tới 4 vị đế chủ cấp bậc cường giả. Bốn người này theo thứ tự là Ninh Long Thiên, Ninh Long Trúc, Ninh Long Mục, Ninh Long Đồng. Tứ đại thế lực thì là tới cửu đại đế chủ. Ngoại trừ những cái này đế chủ cấp bậc cường giả bên ngoài, tứ đại thế lực từng người mang đến 20 tên thánh đế cấp bậc tu sĩ, chung vào một chỗ, tổng cộng 80 tôn thánh đế cấp bậc tu sĩ. Ngoài ra, đại trưởng lão nhất mạch cũng xuất động 20 tôn thánh đế cấp bậc tu sĩ. Chung vào một chỗ, thánh đế cấp bậc tu sĩ tổng cộng có 100 người. 13 tôn đế chủ, 100 tôn thánh đế, cái này chính là đại trưởng lão nhất mạch bên này vận dụng lực lượng. Đại trưởng lão nhất mạch vận dụng tinh nhuệ nhất cường giả. Những người này, nếu không ngoài ý muốn, tiêu diệt tộc trưởng nhất mạch, hoàn toàn không có vấn đề. Những người này đi tới tộc trưởng nhất mạch phủ đệ bên ngoài. Ninh Long Thiên nói, đế chủ cấp bậc tu sĩ một chỗ vây công ninh trọng đạo, ninh Tông Sơn còn có lâm phong ba người này những người còn lại thì là đi đánh chết tộc trưởng nhất mạch những người khác toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại không có vấn đề những cái này đế chủ cấp bậc tu sĩ gật gật đầu hoàn toàn đồng ý ninh long thiên kế hoạch như mộ dung gia tộc ba vị đế chủ cấp bậc cường giả còn có mang tâm tư khác mục tiêu của bọn hắn chủ yếu là lâm phong vâng những cái kia thánh đế cấp bậc tu sĩ cũng nhao nhao đáp lại nói những tu sĩ này giống như u linh trong đêm tối bước tới bọn họ ẩn núp tiến vào tộc trưởng nhất mạch chỗ phủ đệ khu vực thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đúng địa phương tộc trưởng nhất mạch trong phủ đệ vậy mà chống không liền tuần tra hộ vệ đều biến mất không thấy bị bọn họ đã nhận ra sao mộ dung nguyệt thiện không khỏi khẽ nhíu mày mộ dung nguyệt thiện tu luyện hơn 3 vạn năm mà thôi lại có thể đột phá đế chủ cảnh giới thiên phú tuyệt hảo cái này tính tình của nữ nhân vẫn luôn là tương đối cẩn thận loại kia tính cách cho nên giờ này khắc này phát hiện một chút không đúng tình huống về sau lập tức trở nên cảnh giác lại ninh long thiên nói ninh trọng đạo cơ sở ngầm còn thì rất nhiều có thể trước đó phát giác ra được một chút tình huống một chút không kỳ quái thế nhưng mặc dù hắn trước đó phát giác ra được một chút tình huống lại có thể thế nào chúng ta nhiều người như vậy từng cái tu vi cường đại dù cho áp dụng cường công thủ đoạn cũng có thể để cho bọn họ hôi phi yên diệt nghe vậy còn lại đế chủ nhao nhao gật đầu bọn họ hiển nhiên đối với thực lực của mình có tuyệt đối lòng tự tin bất quá ngẫm lại vậy thì hai bên lực lượng cách xa thật sự là quá lớn cho dù ai đều biết đối với chính mình này một phương thực lực ôm lấy thật lớn lòng tự tin mộ dung nguyệt thiện mặc dù là người cẩn thận thế nhưng nghĩ đến thực lực của hai bên tranh lệch về sau trong nội tâm một tia lo lắng cũng tan thành mây khói những người này tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong lao đi nhìn trận pháp tộc trưởng nhất mạch người hẳn là đều ẩn thân tại chỗ sâu trong phủ đệ mở ra phòng ngự trận pháp. Đi đến tộc trưởng nhất mạch phủ đệ bên ngoài về sau Ninh Long Mục chỉ hướng chỗ sâu vị trí. Chỗ sâu trong vị trí bốn tòa biệt huyền bị to lớn phòng ngự màn hào quang bảo hộ. Này tòa phòng ngự màn hào quang phát ra từng đợt kịch liệt ba động. Mơ hồ trong đó có thể thấy được màn hào quang bên trong có bóng người đi đi lại lại. Trực tiếp cường công, Ninh Long thiên cười lạnh nói. Đề nghị của hắn lấy được mọi người nhất trí đồng ý. 13 tôn đế chủ, 100 tôn thánh đế toàn bộ phóng tới chỗ sâu trong, sau đó tế ra pháp bảo của mình, đủ loại pháp bảo bay ra. Những cái kia pháp bảo, toàn bộ bạo phát đi ra hủy thiên diệt địa ba động. Dầm dầm dầm, từng kiện từng kiện pháp bảo hướng phía chỗ sâu phòng ngự màn hào quang đánh giết mà đi. Va chạm kịch liệt thanh âm không khỏi truyền ra, cùng với kia trời rung đất chuyển va chạm thanh âm. Chỗ sâu phòng ngự màn hào quang, kịch liệt sóng gió nổi lên. Chỗ sâu phòng ngự màn hào quang tuy uy lực không tầm thường, thế nhưng muốn ngăn cản được những tu sĩ này công kích. Hiển nhiên là cực kỳ không thực tế sự tình. Ninh Long Thiên, các người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cùng thuộc nhất tộc, các người nhẫn tâm tự giết lẫn nhau. Như vậy sẽ chỉ làm chúng ta ninh ra đi về hướng suy sụp. Các ngươi làm như vậy, không phụ lòng liệt tổ liệt tông sao? Ninh trọng đạo thanh âm từ bên trong truyền ra, hơn nữa nghe có chút hổn hển. Ninh trọng đạo tự nhiên là giả trang, chủ yếu là muốn mê hoặc địch nhân để cho bên ngoài những người này, thật sự cho rằng, tộc trưởng nhất mạch tu sĩ, đã là cá trong chậu. Hừ, Ninh Long Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, không phá thì không xây được. Chúng ta Ninh ra hẳn là phá mà sau đó đứng mới có thể có được tốt hơn phát triển, mà các người tộc trưởng nhất mạch chính là ngăn cản chúng ta Ninh ra xâm nhập phát triển chướng ngại vật. Cho nên các người tộc trưởng nhất mạch người, phải chết, Ninh trọng đảo, các người bất kể như thế nào dễ dụa, đều khó thoát khỏi cái chết, nếu là thức thời, hiện tại liền thành thành thật thật lăn ra đây như vậy nhớ lại đồng tộc phân thượng còn có thể cho các ngươi thoải mái một chút chết kiểu này bằng không mà nói để cho các ngươi sống không bằng chết nghe được ninh long thiên một phen lời về sau ninh trọng đạo cười lạnh nói nếu như các ngươi muốn cá chết lưới rách vậy chúng ta liền huyết chiến đến cùng a à. cá chết lưới rách ha 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 ninh trọng đạo người cũng quá xem trọng chính các ngươi liền các ngươi chút thực lực ấy cũng dám nói ra cá chết lưới rách nói như vậy thật sự là buồn cười đến cực điểm a Ninh Long Thiên khinh thường cười ha hả, Ninh Trọng Đạo lập tức liền không nói gì nữa, mà Ninh Long Thiên đám người thì là gia tăng công kích lực độ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trời rung đất chuyển thanh âm vang vọng thiên địa, công kích của bọn hắn càng ngày càng mạnh mẽ liệt, càng ngày càng cường đại. Không có bao lâu thời gian, chỗ sâu phòng ngự màn hào quang liền phát ra răng rắc răng rắc dạn nứt thanh âm. Một đám người trên mặt nhất thời lộ ra lành lạnh sát ý. Tại bọn họ xem ra, Ninh gia tộc trưởng nhất mạch người nay thiên chấp cánh khó tránh khỏi một canh giờ về sau răng rắc răng rắc rạn nứt thanh âm truyền ra chỗ sâu phòng ngự màn hào quang bắt đầu rạn nứt ha 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 xem ra phòng ngự màn hào quang rất nhanh sẽ bị phá hủy tranh thủ một canh giờ ở trong đối phó trận chiến đấu này có lẽ không dùng được thời gian dài như vậy những cái này đế chủ cấp bậc cường giả không khỏi đàm luận bọn họ người đông thế mạnh tràn đầy tự tin một phút đồng hồ về sau chỗ sâu phòng ngự màn hào quang rốt cuộc ngăn cản không nổi nhiều như vậy cường đại pháp bảo công kích. Răng rắc răng rắc, rốt cuộc, này tòa phòng ngự màn hào quang dạn nứt càng ngày càng lợi hại, cuối cùng phịch một tiếng trực tiếp bùng nổ. Giết A, Ninh Long thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng phía chỗ sâu trong lao đi. Săn bắn bắt đầu rồi, một tên tên tu sĩ khóe miệng lộ ra lành lạnh vô cùng biểu tình. Còn lại đế chủ còn có trên trăm tên thánh đế các bậc cường giả nhau nhau hướng phía chỗ sâu trong phóng đi những người này xông vào chỗ sâu biệt huyền bên trong, thế nhưng là bọn họ vừa mới đi vào, ở giữa thiên địa, trận văn đan chéo, phong thiên tỏa địa, kia từng đạo trận văn đan chéo trở thành cường đại nhất đại trận, đem tất cả mọi người vây khốn ở trong đó. chương 4107, Đại trận hiển uy Thấy được đại trận đan chéo, phong tỏa thiên địa, những người này cũng đều không có lộ ra quá mức kinh ngạc biểu tình. Lúc trước, bọn họ phá vỡ chẳng qua là phía ngoài cùng phòng ngự đại trận, tộc trưởng tộc địa bên này xác định vững chắc còn có một ít công kích loại đại trận hoặc là cái khác đại trận. Hiện giờ bị kích hoạt đại trận, hiển nhiên chính là loại đại trận này. Những tu sĩ này nhao nhao tế ra phòng ngự pháp bảo bảo hộ bản thân. Mà lúc này đây, từng đạo hủy thiên diệt địa khủng bố trùm sáng ngưng tụ mà thành, hướng phía một đám tu sĩ đánh giết mà đi. Phốc, 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 xé rách thanh âm bỗng nhiên truyền ra, một tên tên tu sĩ pháp bảo bị phá hủy. Đón lấy thân thể của bọn hắn bị trực tiếp xé rách những tu sĩ kia phòng ngự pháp bảo căn bản ngăn cản không nổi đại trận công kích đại trận công kích làm sao có thể như thế cường đại rất nhiều người kinh hô lên quả thật không thể tin được mắt của mình đặc biệt là ninh long thiên đám người bọn họ đối với tộc trưởng nhất mạch đại trận hết sức quen thuộc uy lực căn bản vô pháp đạt đến hiện tại đáng sợ như vậy trình độ a thế nhưng là tình huống thật lại là nơi đây đại trận vậy mà đáng sợ như vậy trong chớp mắt phá hủy rất nhiều thánh đế pháp bảo sau đó trong chớp mắt đánh chết những cái kia thánh đế thật sự là quá đáng sợ một chút không có khả năng không có khả năng ha vì cái gì nơi này đại trận lại đột nhiên trở nên như thế cường đại ninh long thiên đám người không khỏi giống to bọn họ vô pháp tiếp nhận một màn này khủng bố như thế đại trận đoán chừng những cái kia thánh đế cấp bậc tu sĩ rất nhanh sẽ toàn quân bị diệt mà đế chủ cấp bậc tu sĩ sợ là cũng chống đỡ không được quá lâu thời gian ha 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 đó là bởi vì ta một lần nữa bố trí mới đại trận đối phó các ngươi, mà các ngươi bọn người kia, không khỏi quá tự cho là, vậy mà lèm nhèm nhưng xông vào ta bố trí trong đại trận, quả thật chính là tự tìm đường chết. Thời điểm này, tiếng cười to truyền ra, chính là Lâm Phong tiếng cười, nghe được Lâm Phong tiếng cười to về sau, Ninh Long thiên đám người trên mặt nhất thời hiện ra lành lạnh sát ý. Đại trưởng lão nhất mạch, đối với Lâm Phong quả thật hận thấu xương A. Là ngươi, thì ra là ngươi, tiểu tử, người tội đáng chết vạn lần, ninh long thiên đám người oán độc gầm hét lên mộ dung nguyệt thiện đám người sắc mặt cũng không khỏi đột nhiên trầm xuống bọn họ cũng không ngờ tới lâm phong vẫn còn có lợi hại như vậy thủ đoạn ai sống ai chết các ngươi rất nhanh đã biết lâm phong cười lạnh một tiếng đón lấy càng cường đại hơn công kích công tác chuẩn bị mà thành huyền tẫn chi môn chu tiên chi kiếm bát quái đổ đều hiện ra rõ ràng sau đó tiếp tục hướng phía những tu sĩ này đánh giết mà đi mau mau nhanh tụ tập cùng một chỗ, trước phá vòng vây ra ngoài lại nói. Thiên Nguyệt bà bà hét dầm lên, những tu sĩ này bắt đầu thử hội tụ cùng một chỗ, nhưng vừa lúc đó xương trắng cuồn cuộn. Già thiên tế nhật, đem những tu sĩ này trong chớp mắt thôn phệ. Đây là ảo trận, tộc trưởng nhất mạch nguyên bản bố trí ảo trận tuy không phải là đặc biệt cường đại, thế nhưng có thể tạm thời vây khốn những tu sĩ kia, để cho bọn họ vô pháp rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Đáng chết ha, đối phương tính kế muôn đời, muốn chôn giết chúng ta một chút đế chủ cấp bậc cường giả tức giận gầm hét lên. Muốn diệt ta ninh gia tộc trưởng nhất mạch, đây là các ngươi gieo gió gặt bão. Ninh trọng đạo lạnh lùng nói, dầm dầm dầm, đại trận tiếp tục phát huy, bị nhốt tại trong đại trận những cái kia thánh đế cấp bậc tu sĩ pháp bảo cùng với từng đạo mãnh liệt pha chạm thanh âm trước sau bị phá hủy. Đón lấy có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những cái kia thánh đế cấp bậc tu sĩ nhau nhau bị đánh chết. 13 tôn đế chủ cấp bậc tu sĩ quả thật hận muốn điên A. À. Bị chu sát thánh đế, đều là trong gia tộc tinh nhuệ, trong gia tộc cao tầng. Hiện giờ thảm chết ở chỗ này, đối với gia tộc của bọn hắn mà nói, đây chính là thiên tổn thất lớn A. Hơn nữa bết bát nhất chính là, bọn họ cũng có khả năng hao tổn ở chỗ này. Những cái này đế chủ cấp bậc tu sĩ chỗ nắm giữ năng lực không phải là những cái kia thánh đế cấp bậc tu sĩ có thể so sánh. Bọn họ phá giải ảo trận, 13 tôn đế chủ hội tụ lại với nhau. Mà lúc này đây, xung quanh tiếng kêu thảm thiết đã rơi xuống. Đây là bởi vì, những cái kia thánh đế cấp bậc tu sĩ, toàn bộ cũng bị chu sát. Trên trăm tôn thánh đế cấp bậc tu sĩ, vậy mà cứ như vậy, bị toàn bộ chu sát, những cái kia đế chủ cấp bậc tu sĩ tâm đều tại nhỏ máu A. Từng cái một hận ý thao thiên, hiện tại, bọn họ đối với lâm phong hận, vượt xa đối với ninh trọng đạo hận, bởi vì, bố trí những cái này đại trận, truy sát nhiều cao thủ như vậy người, chính là lâm phong A. Nếu không có lâm phong, ninh gia tộc trưởng nhất mạch, Hôm nay chạy trời không khỏi nắng, phá vòng vây, phá vòng vây, toàn lực phá vòng vây. Những cái này đế chủ cấp bậc cường giả giống lớn nói. Nơi này đại trận thật sự là quá kinh khủng, tuy hận không thể đem Lâm Phong phanh thay xé xác. Thế nhưng cũng cần trước thoát ly nơi đây đại trận lại nói. Chờ rời đi đại trận, liền có thể tại đại trận bên ngoài phá giải đại trận. Rất nhanh, đại trận liền sẽ bị phá hủy, cho đến lúc đó, muốn như thế nào hành hạ đến chết Lâm Phong đám người liền như thế nào hành hạ đến chết Lâm Phong đám người. Những tu sĩ này tính toán đánh chính là vô cùng tốt, thế nhưng lý tưởng rất tốt đẹp, sự thật rất tàn khốc. Những người này hiện giờ bị nhốt tại Lâm Phong trong đại trận, không phải dễ dàng như vậy rời đi. Lâm Phong đại trận uy lực thật sự là quá cường đại. Ầm ầm nổ mạnh thanh âm truyền ra, to lớn Huyền Tấn Chi môn bay thẳng đến 13 đại đế chủ va chạm mà đi. Phá này tòa Huyền Tấn Chi môn, một vị đế chủ trầm giọng quát, muốn phá vỡ Huyền Tấn Chi môn. 13 đại đế chủ tế xuất pháp bảo hướng phía huyền tẫn chi môn đánh giết mà đi. Làm pháp bảo của bọn hắn oanh kích tại huyền tẫn chi môn mặt trên thời điểm. Trong nháy mắt, khanh 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 va chạm thanh âm truyền ra. Pháp bảo của bọn hắn, giống như là oanh kích tại một kiện cường đại pháp bảo mặt trên đồng dạng, căn bản không có tổn thương tới huyền tẫn chi môn. Điều này làm cho 13 tên đế chủ cảm giác bất khả tư nghị. Huyền tẫn chi môn, không phải là trận pháp hiển hóa sao? Vì sao cường đại như vậy? đại trận chỗ sâu trong, Lâm Phong trên mặt tràn đầy cười lạnh biểu tình. Huyền tẫn chi môn, đúng là trận pháp hiển hóa mà thành. Thế nhưng, trước mắt này tòa huyền tẫn chi môn, không phải là đơn thuần trận pháp hiển hóa, trước mắt này tòa huyền tẫn chi môn, còn sáp nhập vào Lâm Phong cuốn thứ hai mệnh pháp bảo hỗn độn chi thạch. Huyền tẫn chi môn cùng hỗn độn chi thạch dung hợp cùng một chỗ về sau biến thành mới huyền tẫn chi môn. Đây là có hình có chất huyền tẫn chi môn, huyền tẫn chi môn đột nhiên chấn động, trực tiếp đem những cái kia pháp bảo chấn bay ra ngoài. Sau đó, huyền tẫn chi môn hướng phía một đám đế chủ cấp bậc cường giả va chạm mà đi. Dầm dầm dầm, cùng với từng đạo mãnh liệt va chạm thanh âm truyền ra, một tên tên đế chủ trực tiếp bị huyền tẫn chi môn cho đụng bay ra ngoài. Rất nhiều đế chủ, còn vẫn còn ở giữa không chung, từng tòa bát quái đổ hiển hóa, hướng phía bọn họ đánh giết mà đi. Những cái kia đế chủ nhanh chóng ngăn cản bát quái đổ uy lực. Cùng lúc đó, Lâm Phong, Ninh Trọng Đạo, Ninh Tông Sơn, ba đầu khuê xà toàn bộ tiến vào trong đại trận. Những cái này đế chủ đã bị đại trận ngăn chặn, hiện tại Lâm Phong ý định tốc chiến tốc thắng, tiến vào trong đại trận, từng cái độ hóa những cái này đế chủ cấp bậc cường giả. Để cho bọn họ trở thành chính mình nô lệ, chương 4108, hết thảy độ hóa thượng. Lâm Phong bốn người rất nhanh tập trung vào mục tiêu thứ nhất. Lâm Phong mục tiêu không phải người khác, chính là lúc trước đem đà xá cổ tệ kín đáo đưa cho hắn mộ dung nguyệt thiện. Nữ nhân này, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông, nhưng là lòng dạ rắn rết. Hơn nữa mộ dung nguyệt thiện nữ nhân này, tuổi còn trẻ, vậy mà đã đột phá đến đế chủ cảnh giới, uy hiếp thật sự là quá lớn. Tuy mộ dung nguyệt thiện cảnh giới cùng với khác đế chủ so với có lẽ còn có một ít tranh lệch. Nhưng mộ dung nguyệt thiện uy hiếp, mộ dung nguyệt thiện thiên phú, xa xa không phải là cái khác đế chủ có thể tới so sánh. Bởi vậy, Lâm Phong ý định dẫn đầu độ hóa uy hiếp lớn nhất mộ dung nguyệt thiện. Lâm Phong bốn người đem mộ dung nguyệt thiện cho vây lại, không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp đối với mộ dung nguyệt thiện triển khai công kích mãnh liệt. Lâm Phong thì triển ra suy nghĩ hoa nở, quân lâm thiên hạ cái này thần thông. Ninh Trọng Đạo thì triển ra vạn pháp thánh quyền cái này thần thông. Ninh Tông Sơn thì triển ra thánh vũ thần công cái này thần thông. Về phần ba đầu khuê xà, thô to hữu lực cái đuôi, bay thẳng đến mộ dung nguyệt thiện hung hăng rút qua. Mộ Dung Nguyệt thiện thấy được Lâm Phong bốn người đột nhiên xuất hiện hơn nữa đối với nàng triển khai vây công, sắc mặt cũng không khỏi bỗng nhiên đại biến. Mộ Dung Nguyệt thiện tuy cường đại, nhưng cũng không phải là Lâm Phong bốn người đối thủ a, nàng nhanh chóng thúc giục phòng ngự của mình pháp bảo ngăn cản Lâm Phong bốn người công kích, Mộ Dung Nguyệt thiện phòng ngự pháp bảo xác thực hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng, lúc trước Mộ Dung Nguyệt thiện một mực ở ngăn cản các loại đại trận công kích, phòng ngự của nàng pháp bảo chỗ cấu tạo mà thành phòng ngự hệ thống đã bị rất nhiều đại trận nghiêm trọng tổn hại, bởi vậy làm lâm phong bốn người công kích đánh giết mà đến thời điểm mộ dung nguyệt thiện phòng ngự pháp bảo ngưng tụ thành phòng ngự màn hào quang trong chớp mắt đã bị phá hủy mà mộ dung nguyệt thiện bản thân thì là bị đánh bay ra ngoài hèn hạ mộ dung nguyệt thiện thấp giọng chửi bới lên hiển nhiên nàng đang chủ yếu mắng lâm phong đám người liên thủ công kích nàng chính là thủ đoạn hèn hạ lâm phong thì là cười lạnh nói đánh lén ban đêm tộc trưởng nhất mạch chẳng lẽ không phải hèn hạ sao chúng ta đây là gậy ông đập lưng ông Tiếng nói rơi, bốn người lần nữa thẳng hướng mộ dung nguyệt thiện. Mộ dung nguyệt thiện hướng phía ba đầu khuê xà phóng đi, muốn từ ba đầu khuê xà nơi này phá vòng vây ra ngoài. Chỉ là, mộ dung nguyệt thiện hoàn toàn khinh thường ba đầu khuê xà thực lực cường đại, mộ dung nguyệt thiện bị ba đầu khuê xà đẩy lui trở về đi. Sau đó, lâm phong ba người công kích đánh tới, mộ dung nguyệt thiện vội vàng chi dưới ngăn cản lâm phong ba người công kích. Nàng thần thông lần nữa bị nứt vỡ, mộ dung nguyệt thiện lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Lần này, một bộ bát quái đổ bay tới, trực tiếp chân áp tại mộ dung nguyệt thiện trên người, để cho nàng khó có thể động đậy. Lâm Phong từng bước một hướng phía mộ dung nguyệt thiện đi đến, hắn vừa cười vừa nói, mộ dung nguyệt thiện, ngươi không ngờ tới, sẽ trở thành ta nữ nô a. Lâm Phong, ngươi dám độ hóa ta mà nói, ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Mộ dung nguyệt thiện kinh hãi kêu lên, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đối với mộ dung nguyệt thiện uy hiếp Lâm Phong căn bản cũng không có để ở trong lòng hắn đi đến mộ dung nguyệt thiện bên người, sau đó giơ lên tay phải. Lâm Phong ngón tay tại mộ dung nguyệt thiện chỗ mi tâm nhẹ nhàng khẽ điểm. Trong nháy mắt, đại lượng độ hóa chi lực, liên tục không ngừng dũng mãnh vào mộ dung nguyệt thiện trong óc. Không, ta không nên bị độ hóa, ta không nên bị độ hóa. Lâm Phong, tha cho ta đi, mộ dung nguyệt thiện cầu khẩn nhìn về phía Lâm Phong, cùng lúc trước thái độ tưởng như hai người. Lâm Phong há có thể bỏ qua cho cái này tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ rắn giết nữ nhân này phóng hổ quy sơn loại chuyện này lâm phong là tuyệt đối sẽ không làm không tốt nhanh đi cứu nguyệt thiện mộ dung nhân cùng mộ dung ngọc nhi thấy được tình huống của bên này sắc mặt nhất thời đại biến bọn họ rất nhanh hướng phía bên này lướt đến muốn cứu xuống mộ dung nguyệt thiện thế nhưng ninh trọng đạo ninh tông sơn ba đầu khuê xà vì lâm phong hộ quan còn có các loại đại trận đối với bọn họ không ngừng triển khai cường đại công kích hai người căn bản cũng không có cơ hội cứu xuống mộ dung nguyệt thiện về phần những người còn lại căn bản cũng không có để ý tới Mộ Dung Nguyệt Thiện. Bây giờ là tai vạ đến nơi từng người phi thời điểm, ngoại trừ Mộ Dung Nguyệt Thiện tộc nhân bên ngoài, những người còn lại để ý tới Mộ Dung Nguyệt Thiện mới là lạ chứ. Đều tại nắm chặt thời gian phá giải đại trận, muốn bỏ trốn mất dạng. Tin ta, ngươi sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Tin ta, ngươi đem đạt được vĩnh sinh. Lâm Phong thanh âm truyền vào Mộ Dung Nguyệt Thiện trong lỗ tai, nghe được kia từng đạo thanh âm. Mộ Dung Nguyệt Thiện giấy rượu biên độ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng Mộ Dung Nguyệt Thiện bỏ qua giấy ruộng, nàng kiệt tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra thành kính biểu tình. Nguyệt Thiện, bái kiến công tử. Mộ Dung Nguyệt Thiện dùng một loại gần như tại sùng bái ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, sau đó hướng Lâm Phong kho mình hành lễ. Miễn lễ a, à, Lâm Phong khoát tay nói. Đi, đi với ta độ hóa người khác. Lâm Phong lập tức nói. Vâng, công tử. Mộ Dung Nguyệt Thiện đáp. Hiện tại nàng đã đã trở thành Lâm Phong nữ nô. Lâm Phong để cho Mộ Dung Nguyệt Thiện làm cái gì? mộ dung nguyệt thiện sẽ làm cái gì căn bản sẽ không phản kháng lâm phong rất nhanh xông về phía cùng ninh tông sơn đại chiến mộ dung ngọc nhi mộ dung ngọc nhi chính là mộ dung gia tộc từ thần thạch bên trong đi ra cường giả cái này mộ dung ngọc nhi có được không thua tại mộ dung nguyệt thiện tuyệt mỹ dung nhan cùng mộ dung nguyệt thiện bất đồng mộ dung ngọc nhi trên người còn có một loại quyến rũ phong tình khí chất tuyệt đối là vô số người trong suy nghĩ nữ thần mộ dung ngọc nhi tu vi cũng là cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng làm lâm phong ba đầu khuê xà, mộ dung nguyệt Thiện gia nhập chiến trường về sau, mộ dung ngọc nhi căn bản chống đỡ không được bốn người vây công. Nguyệt thiện, người vậy mà thật sự bị độ hóa, mộ dung ngọc nhi khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mộ dung nguyệt thiện là mộ dung gia tộc hy vọng, nhưng hiện tại, mộ dung nguyệt thiện lại bị người độ hóa, đã trở thành người khác nô lệ. Điều này làm cho mộ dung ngọc nhi, lửa giận thao thiên. Mỹ nữ, người rất nhanh cũng sẽ bị ta độ hóa, đến lúc sau người cùng nguyệt thiện đều biết trở thành ta nữ nô. Lâm Phong nhìn về phía mộ dung Ngọc Nhi nói, Lâm Phong, ta với ngươi liều, mộ dung Ngọc Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng rất nhanh hướng phía Lâm Phong vào tới, mộ dung Ngọc Nhi trong thân thể tản mát ra một cỗ hủy diệt tính lực lượng. Nàng tựa hồ muốn tự bạo, nữ nhân này, thật đúng là đủ điên cuồng, muốn thông qua tự bạo phương thức, lôi kéo Lâm Phong chôn cùng. Cấm thần bát phong, Lâm Phong quyết đoán xuất thủ, ngưng tụ ra tới rậm rạp chẳng chịt phù văn. Cấm thần bát phong phù văn bay ra ngoài, sau đó khắc ở mộ dung ngọc nhi trên người. Trong nháy mắt, mộ dung ngọc nhi pháp lực liền bị phong ấn, liền pháp lực cũng bị lâm phong cho phong ấn, chứ đừng nói chi là tự bảo. Lâm phong xông lên phía trước, tại mộ dung ngọc nhi chỗ nghi tâm nhẹ nhàng khẽ điểm. Trong nháy mắt, cường đại độ hóa chi lực, liên tục không ngừng hướng phía mộ dung ngọc nhi trong óc dũng mãnh lao tới. Mộ dung ngọc nhi kịch liệt giấy ruộng, kịch liệt phản kháng, thế nhưng hết thảy đều là tốn công vô ích. Ngọc Nhi tham kiến công tử, sau nửa canh giờ, Mộ Dung Ngọc Nhi cũng bị Lâm Phong độ hóa, sau đó hướng Lâm Phong hành lễ. Chương 4109, hết thảy độ hóa dưới. Ha 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 ha, miễn lễ a, độ hóa Mộ Dung Ngọc Nhi về sau, Lâm Phong tâm tình thật tốt. Đón lấy hắn hướng phía cùng Ninh Trọng Đạo đại chiến cùng một chỗ Mộ Dung Nhân lao đi. Mộ Dung Nhân lão gia hỏa này tiên ma đồng tu, thực lực thật sự là mạnh mẽ đến cực điểm. Liên Ninh Trọng Đạo, vậy mà cũng không có có thể cầm dưới Mộ Dung Nhân, có thể thấy mộ dung nhân chiến lực đến cùng cỡ nào khủng bố. Mộ dung nhân thấy được Lâm Phong đám người vào tới, hắn biết Mộ Dung Nguyệt Thiện cùng Mộ Dung Ngọc Nhi đã trước sau bị Lâm Phong cho độ hóa. Cho nên hắn quay người liền muốn muốn chạy trốn, thế nhưng Ninh Trọng đạo thực lực mạnh mẽ, kéo lại Mộ Dung Nhân. Mộ Dung Nhân chạy trốn không thể lui, Lâm Phong đám người đánh tới, nhiều như thế đế chủ một chỗ công kích Mộ Dung Nhân, dù cho Mộ Dung Nhân thủ đoạn thao thiên, cũng khó có thể chống lại. Mộ Dung Nhân rất nhanh bị trấn áp đón lấy Lâm Phong đem mộ dung nhân thành công độ hóa. Ninh Trọng Đạo, Ninh Tông Sơn hai người trong nội tâm đều như nhắc lên thao thiên sóng biển. Đế chủ cấp bậc cường giả đó là hạng gì khủng bố tồn tại? Như vậy tồn tại, cao cao tại thượng A. Thế nhưng là, đế chủ cấp bậc cường giả, phàm là bị chân áp, rất nhanh liền sẽ bị Lâm Phong độ hóa, sau đó trở thành Lâm Phong nô lệ. Lâm Phong thủ đoạn thật sự là quá đáng sợ A. À. Lâm Phong nắm giữ lấy khủng bố như thế thủ đoạn, xưng bá tinh không thế giới, cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề a à. hiện tại ninh trọng đạo ninh tông sơn hai người cũng không có so với vui mừng may mà lâm phong khủng bố như vậy tồn tại là bọn họ ninh ra con rể xem ra hay là sinh cái xinh đẹp khuê nữ tốt hơn a à, so với sinh nhi tử mạnh hơn nhiều có lẽ này toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có ninh trọng đạo cùng ninh tông sơn mới có ý nghĩ như vậy a à. lâm phong mang theo một đám người tập trung vào mục tiêu kế tiếp bị lâm phong khóa chặt mục tiêu chính là hách liên gia tộc hách liên mộng lộ hách liên mộng lộ cũng là tuyệt đại giai nhân nữ thần cấp bậc tồn tại lâm phong sở dĩ tuyệt đối trước độ hóa hách liên mộng lộ tự nhiên không phải là không có nguyên nhân đó là bởi vì lâm phong dù cho tuyển nô lệ cũng trước nhìn nhan giá trị cao thấp a hiển nhiên hách liên mộng lộ nhan giá trị là lâm phong có chút thích loại hình một đám đế chủ cấp bậc cường giả đánh tới chỉ dùng một hiệp liền đánh tan hách liên mộng lộ Vậy công ninh gia tộc trưởng nhất mạch chuyện này là chúng ta làm sai, chúng ta hướng ngươi xin lỗi, chúng ta thậm chí có thể bồi thường các ngươi, thả chúng ta rời đi như thế nào. Như vậy là cả hai cùng có lợi cục diện. Hách liên mộng lộ nhìn về phía Lâm Phong, nàng biết, trong những người này, Lâm Phong mới là người chủ sự. Lâm Phong, đồng đẳng với Thánh Chỉ, Lâm Phong chỉ cần đồng ý, Ninh Trọng Đạo, Ninh Tông Sơn hai người cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ha ha, đối với như lời ngươi nói những cái kia lợi ích, ta đối với người càng cảm thấy hứng thú một chút. Lâm Phong nhạt vừa cười vừa nói, lập tức, Lâm Phong đem hách liên mộng lộ độ hóa, đón lấy Lâm Phong lại độ hóa thiên nguyệt bà bà, kể từ đó, 13 vị đế chủ cấp bậc cường giả. Còn có 8 người không có bị độ hóa, nguyên bản những người này ý định phá trận rời đi, thế nhưng bọn họ phát hiện, căn bản vô pháp phá vỡ đại trận. Mà bọn họ bên này đế chủ, đã có 5 đại đế chủ bị Lâm Phong độ hóa, đã trở thành Lâm Phong nô lệ. Hiện tại những người tài giỏi này ý thức được, phải đoàn kết lại, bằng không mà nói, sẽ bị Lâm Phong tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng, hiện tại muốn đoàn kết lại đối kháng Lâm Phong đám người đã đã chậm. Đầu tiên, đại trận uy lực thật sự là quá cường đại, đã khiến những người này có chút mệt mỏi ngăn cản đại trận uy lực. Tiếp theo, Lâm Phong bên này lực lượng lớn biên độ gia tăng, hiện tại độ hóa năm đại đế chủ về sau, tính cả Lâm Phong mình tại bên trong, bọn họ bên này tương đương với có cửu tôn đế chủ cấp bậc cường giả cho nên những người này muốn chống lại lâm phong đám người căn bản chính là hoàn toàn chuyện không thể nào chúng ta nguyện ý đàm phán chúng ta bây giờ liền cùng ninh long thiên đám người phân rõ giới hạn vô luận lâm công tử ngươi suốt cái dạng gì điều kiện chúng ta đều đáp ứng huyền thiên tử nhanh chóng nói các ngươi ninh long thiên đám người sắc mặt vô cùng khó coi không chấp nhận đầu hàng không chấp nhận đàm phán ta hiện tại chỉ muốn đem các người độ hóa trở thành nô lệ của ta có thể trở thành nô lệ của ta là các người đời trước đã tu luyện phúc khí. Lâm Phong nói, đón lấy, mọi người phân tán ra, còn lại tám đại đế chủ, tại đại trận phối hợp, từng người khóa chặt lại đối phương một tôn đế chủ, trực tiếp giết đi đi qua. Mà Lâm Phong thì là sông về phía khoảng cách gần nhất tư đồ lôi hải. Lâm Phong cùng ninh trọng đạo một chỗ vây công tư đồ lôi hải này, tại đại trận phụ trợ, tư đồ lôi hải rất nhanh đã bị chân áp. Tin ta, được vĩnh sinh, Lâm Phong tại tư đồ lôi hải chỗ nghi tâm nhẹ nhàng khẽ điểm. Đại lượng độ hóa chi lực hướng phía Tư Đồ Lôi Hải trong óc Dũng Mãnh lao tới. Không có bao lâu, Tư Đồ Lôi Hải cũng bị Lâm Phong cương ép độ hóa. Lâm Phong đại độ hóa thuật thật sự là quá bá đạo. Không ai có thể chống lại Lâm Phong đại độ hóa thuật, đương nhiên, Lâm Phong còn không có độ hóa qua tiên cảnh tu sĩ. Có lẽ tiên cảnh tu sĩ có thể chống lại, thế nhưng tiên cảnh trở xuống tu sĩ căn bản không có biện pháp chống lại Lâm Phong đại độ hóa thuật. Tư Đồ Lôi Hải bị Lâm Phong độ hóa về sau, tư đồ lôi minh rất nhanh cũng bị lâm phong độ hóa. Huyền cơ tử, huyền thiên tử hai người cũng không có có thể tránh thoát bị độ hóa vận mệnh. Rất nhanh, hai người bọn họ cũng bị lâm phong độ hóa, đã trở thành lâm phong nô lệ. 13 tôn đế chủ, gia đại trưởng lão nhất mạch bốn vị đế chủ bên ngoài, những người còn lại, nhao nhao cũng bị lâm phong độ hóa. Đã trở thành lâm phong tối vị trung thành nô lệ, ninh trọng đạo, ninh tông sơn quả thật không thể tin được mắt của mình, nhanh như vậy lâm phong liền độ hóa nhiều như vậy đế chủ cấp bậc cấp dưới quả thật giống như nằm mơ a à. các ngươi bốn người còn không quỳ xuống lâm phong thần sắc hờ hững nhìn về phía ninh long thiên ninh long trúc ninh long mục ninh long đồng bốn đại đế chủ cấp bậc cường giả bốn đại đế chủ cấp bậc cường giả sắc mặt khó coi đến cực điểm bọn họ cũng đều biết đại thế đã mất chúng ta nguyện ý đầu hàng cầu lâm công tử không muốn độ hóa chúng ta bốn người nói lâm phong cười lạnh nói các ngươi cảm giác mình có mặt mũi này sao không giết các ngươi các ngươi nên cảm giác được vui mừng lại vẫn dám cùng bổn công tử mặc cả nghe được lâm phong vẫn muốn cố ý độ hóa bốn người bọn họ bốn đại đế chủ sắc mặt tái nhợt vô cùng ninh long thiên thần sắc âm trầm nói lâm công tử ta cậu chính là huyền vực môn lão tổ huyền vực môn nắm giữ lấy chân tiên cực hạn pháp bảo nếu ngươi là dám can đảm độ hóa ta mà nói bị ta cậu biết đến lúc sau ngươi cũng phải chết không có đất trôn thây Ha 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 ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm, chỉ là chân tiên cực hạn pháp bảo, có khả năng làm gì được ta. Ta không chỉ có muốn độ hóa người rồi, còn muốn độ hóa người cậu, đem bốn người này cho ta đã chân áp. Lâm Phong vung tay lên, chúng đế chủ xông tới, rất nhanh liền đã chân áp bốn người. Mà Lâm Phong thì triển ra đại độ hóa thuật, cường đại độ hóa chi lực đem bốn người bao phủ lại, sau đó, những cái kia độ hóa chi lực, nhao nhao hướng phía bốn đại đế chủ trong óc dũng mãnh lao tới. Không có bao lâu thời gian, bốn đại đế chủ liền bị Lâm Phong độ hóa, thuộc hạ Tham Kiến công tử, bốn đại đế chủ nhao nhao hướng Lâm Phong hành lễ. Chương 4110, Lâm Phong kế hoạch, không cần đa lễ, Lâm Phong vẫy vẫy tay nói, hiện tại hắn độ hóa 13 tôn đế chủ cấp bậc cường giả, tâm tình hết sức vui sướng. 13 tôn đế chủ, nhiều như vậy cường giả, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào thế lực. Kế tiếp, Lâm Phong thì lại ý định thu phục nó thế lực của hắn. Đầu tiên, hắn ý định thu phục huyền đạo tông mộ dung gia tộc tư đồ gia tộc hách liên gia tộc chờ đã thu phục được tứ đại gia tộc về sau lại ra tay đối phó nó thế lực của hắn nếu là nó thế lực của hắn chân tâm nương nhờ chính mình mình cũng sẽ không quá quá làm khó bọn họ nếu là những thế lực kia lựa chọn cùng mình đối kháng lâm phong không ngại lấy bạo chế bạo lấy bạo chế bạo loại thủ đoạn này là lâm phong thích nhất thủ đoạn cũng là lâm phong nhất sở trường thủ đoạn quét dọn một hạ chiến trận các ngươi đi theo ta Lâm Phong nói, lập tức vừa chỉ chỉ mộ dung nguyệt thiện đám người. Ninh Tông Sơn thì là vội vàng phái người quét dọn chiến trường, những người còn lại thì là đi theo Lâm Phong hướng phía đại sảnh phương hướng đi đến. Giờ này khắc này, Ninh gia tộc trưởng nhất mạch mấy vạn người đều hội tụ tại vài tòa trong đình viện. Bên này đại chiến, bọn họ tự nhiên vô cùng lo lắng, căn bản không có tâm tư ngủ, đều tại khẩn trương chú ý đại chiến tình huống. Hiện giờ cuối cùng có thể yên lòng, khi thấy Lâm Phong đám người thân ảnh xuất hiện thời điểm, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về đứng ở phía trước nhất lâm phong lợi hại a à, thật sự là quá lợi hại biểu tỷ phu thật sự là khủng bố a à. nhiều như vậy đế chủ cấp bậc cường giả vậy mà đã thành vì biểu tỷ phu nô lệ một cô thiếu nữ kích động nói nhìn về phía lâm phong ánh mắt tràn ngập sùng bái ánh mắt thực hâm mộ quản quản biểu tỷ a à, vậy mà tìm một cái nam nhân ưu tú như vậy mặt khác một cô thiếu nữ nói rất nhiều xinh đẹp nữ tu nhìn về phía lâm phong thời điểm đều tràn ngập ái mộ các nàng cỡ nào muốn thay thế quản quản trở thành lâm phong nữ nhân A. Quản quản nha đầu kia vậy mà tìm một cái lợi hại như vậy nam nhân, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí A. Ha ha, đây cũng là chúng ta ninh ra đã tu luyện phúc khí, nếu không có người này, chúng ta ninh ra sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Một chút tầng giữa, hoặc là thế hệ trước ninh ra người cũng đều nghị luận. Giờ này khắc này, quản quản cùng mẫu thân ninh lan hình đám người đang đứng ở cửa phòng khách. Ninh Lan Hinh hiện tại đối với Lâm Phong người con rể tương lai này quả thật chính là 100 vạn cái thỏa mãn A. Lâm Phong xuất lĩnh lấy mọi người đi tới cửa phòng khách, cùng quản quản, Ninh Lan Hinh hai người đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền vào vào trong phòng khách. Lâm Phong để cho mọi người ngồi xuống, lập tức nhìn về phía tứ đại gia tộc đế chủ, sau đó hỏi, các ngươi gia tộc từng người còn có mấy vị đế chủ. Mộ Dung Nguyệt Thiện, từ ngươi bắt đầu nói lên, Mộ Dung Nguyệt Thiện đứng dậy, nói, bẩm báo công tử, gia tộc bọn ta còn có hai vị đế chủ, đều là đế chủ đỉnh phong cường giả, theo thứ tự là mộ dung tề, mộ dung sở. Đón lấy huyền thiên tử đứng dậy, nói, bẩm báo công tử, chúng ta huyền đạo tông còn có ba vị đế chủ cấp bậc cường giả, huyền vân tử sư huynh tu vi tối cao, chính là tiếp cận chuẩn tiên cấp bậc tu sĩ. Tiếp theo là huyền thương tử sư huynh, chính là đế chủ đỉnh phong, huyền tùng tử sư huynh, thì là đế chủ cảnh giới cửu trọng thiên tu vi. Khách liên mộng lộ nói, bẩm báo công tử, chúng ta hách liên gia tộc còn có hai vị đế chủ cấp bậc cường giả, một người gọi là hách liên động, đế chủ đỉnh phong tu vi, một người khác gọi là hách liên bình, đế chủ cửu trọng thiên tu vi. Tư đồ lôi hải đón lấy đứng lên nói, bẩm báo công tử, chúng ta tư đồ gia tộc hiện giờ còn có hai vị đế chủ cấp bậc tu sĩ, một người gọi là tư đồ lôi tiêu, đế chủ đỉnh phong tu vi, một người gọi là tư đồ lôi long, đế chủ cảnh giới tám trọng thiên tu vi. Nghe vậy, Lâm Phong gật gật đầu, hiện tại hắn đối với tứ đại thế lực thực lực cũng có một thứ đại khái lý giải. Bởi vì tứ đại thế lực rất nhiều đế chủ cũng đã bị Lâm Phong cho độ hóa, cho nên, hiện tại Lâm Phong có thể nhờ vào bọn họ, dễ như trở bàn tay hàng phục cái khác đế chủ. Hiện nay, ngoại giới cũng không biết đại trưởng lão nhất mạch cùng tứ đại thế lực thất bại tin tức. Lâm Phong đã tương đối kế sách, hắn ý định phóng gia ninh gia tộc trưởng nhất mạch bị diệt tin tức. Kể từ đó, tin tức này tất nhiên rất nhanh truyền bá ra ngoài, Tất cả thế lực lớn nhất định sẽ hết sức chú ý chuyện này. Bao gồm tứ đại thế lực cái khác đế chủ cấp bậc cường giả tất nhiên cũng sẽ mật thiết chú ý chuyện này. Lâm Phong tin tức hội đem mọi ánh mắt hấp dẫn đến Thiên Nam Tinh. Mà lúc này đây Lâm Phong đối với tứ đại thế lực động thủ, tất nhiên có thể thần không biết quỷ không hay thu phục cái khác cường giả. Nghĩ tới đây về sau, Lâm Phong liền để cho Ninh Trọng đạo tiến đến tản về Ninh gia tộc trưởng nhất mạch bị diệt tin tức. Sau đó để cho Ninh Trọng đạo phân phó tộc trưởng nhất mạch người đoạn này thời gian ở trong, không nên đi ra ngoài. Tránh lòi đuôi, được mệnh lệnh về sau, Ninh Trọng Đạo liền rất nhanh tiến đến chấp hành Lâm Phong phân phó. Tại trong lúc bất chi bất giác, liền Ninh Trọng Đạo tựa hồ cũng đã Lâm Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Phong nhìn về phía tứ đại thế lực đế chủ, nói, đợi tí nữa các ngươi liền trở về đi. Nếu là mặt khác đế chủ tu sĩ hỏi các ngươi trong tộc thánh đế cấp bậc tu sĩ người đi đâu vậy, các ngươi đã nói. Tại tiêu diệt Ninh gia tộc trưởng nhất mạch thời điểm những người còn lại đều vẫn lạc, đồng thời các ngươi tận lực trấn an cái khác đế chủ, chờ ta đến các ngươi chỗ sao cầu, sẽ thông báo cho các ngươi. Vâng, công tử, mọi người đứng dậy đáp. Lâm Phong nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt Thiện, nói, ta đem theo mấy người các ngươi đi đến tổ địa bên trong. Mộ Dung Nguyệt Thiện đám người biết Lâm Phong lần này tiến đến phải đi hàng phục trong tộc mặt khác hai vị đế chủ cấp cường giả đi. Bất quá Mộ Dung Nguyệt Thiện đám người đã bị Lâm Phong độ hóa, bọn họ đối với Lâm Phong trung thành và tận tâm, cho nên tự nhiên là duy trì Lâm Phong làm như vậy. Chúng ta sẽ giúp trợ công tử, hàng phục bọn họ. Mộ Dung Nguyệt Thiện ba người nhanh chóng nói, như thế rất tốt, Lâm Phong gật gật đầu, nghỉ ngơi một ngày, mọi người xuất phát, tứ đại thế lực đế chủ từng người phản quay về thế lực của mình bên trong. Lâm Phong thì là mang lên ba đầu khuê xà, ninh trọng đạo, ninh long thiên chờ mấy vị đế chủ cấp bậc cường giả, cùng mộ dung nguyệt thiện đám người cùng đi đến mộ dung nguyệt thiện gia tộc chỗ phù diêu tinh phù diêu tinh vì mộ dung gia tộc tổ địa nơi ở cao thủ nhiều như mây thủ vệ nghiêm ngặt lâm phong bọn người thi triển ra biến hóa chi thuật cải biến một dưới dung mạo như vậy khó khăn khiến cho sự chú ý của người khác lực tại lâm phong đám người đi đến phù diêu tinh thời điểm ninh gia tộc trưởng nhất mạch bị diệt tin tức như là đã mọc cánh đồng dạng rất nhanh tại huyền vực biển sao truyền bá ra một chút nguyên bản cùng ninh gia tộc trưởng nhất mạch quan hệ không tệ thế lực Nghe được tin tức này về sau, những thế lực này cao tầng cũng không khỏi khẽ lắc đầu thở dài, Ninh Trọng Đạo đi tìm bọn họ, nhưng làm gì được bọn họ không dám đắc tội Huyền vực môn, cho nên bọn họ không có nhúng tay chuyện này, hiện giờ nghe nói Ninh gia tộc trưởng nhất mạch bị diệt. Trong nội tâm ít nhiều là có chút áy náy, đương nhiên cũng có một chút thế lực là một bộ hờ hững thái độ, cùng chờ đợi sự tình bước tiếp theo phát triển, mà tham dự đến chuyện này tứ đại thế lực thì là cao hứng vô cùng bởi vì tiêu diệt ninh gia tộc trưởng nhất mạch có nghĩa là tứ đại thế lực đem có thể có được vô số chỗ tốt. chương 4111, thế lực tăng nhiều. Phù diêu tinh cực kỳ phồn hoa, nơi này phồn hoa trình độ thậm chí phải vượt qua thiên nam tinh rất nhiều. Mà mộ dung gia tộc thực lực, vô cùng cường đại, năm tôn đế chủ, đủ để kinh sợ một phương. Lâm phong đám người đi theo mộ dung nguyệt thiện ba người quay trở về mộ dung gia tộc. Đã nghe được mộ dung nguyệt thiện đám người trở về tin tức, Mộ Dung Kỳ cùng Mộ Dung Sở liền phái người đến đây thông báo bọn họ đi đến phòng khách một lời. Mọi người liền trực tiếp đi đến phòng khách, thấy được Lâm Phong chờ mặt lạ hoắc sau khi đi vào, Mộ Dung Tề, Mộ Dung Sở trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu tình. Bọn họ chưa từng gặp qua Lâm Phong đám người, cho nên cũng không nhận ra Lâm Phong đám người. Mấy vị này là, Mộ Dung Tề nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt Thiện ba người. Lâm Phong bộ mặt khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, đón lấy biến thành bản tôn bộ dáng. Đương nhiên, lâm phong mặc dù biến thành bản tôn bộ dáng mộ dung tề cùng mộ dung sở hai người vẫn không nhận ra lâm phong thấy được lâm phong biến hóa dung mạo về sau mộ dung tề cùng mộ dung sở nhất thời liền nhíu mày hắn cảm giác sự tình tựa hồ có chút ngoài dự đoán mọi người tự giới thiệu một dưới tại hạ lâm phong chắc hẳn hai vị hẳn là nghe nói qua tên của ta a à. lâm phong lộ ra một cái nụ cười cái gì ngươi chính là lâm phong mộ dung tề mộ dung sở sắc mặt liền biến đổi Lâm Phong danh từ bọn họ tự nhiên quá quen thuộc, đa xá cổ tệ ngay tại Lâm Phong trên người đâu, mà mộ dung gia tộc cũng ở truy nã Lâm Phong. Lúc trước có tin tức nói Lâm Phong đi ninh gia tộc trưởng nhất mạch, nhưng hiện tại ninh gia tộc trưởng nhất mạch không phải là bị đã diệt sao. Theo lý thuyết, Lâm Phong cũng có thể bị tru sát mới đúng, dù cho Lâm Phong không có bị tru sát, cũng có thể bị hạn chế tự do a. À? Nhưng bây giờ Lâm Phong cũng không giống như là bị hạn chế tự do bộ dáng. Đây là có chuyện gì? mộ dung tề cùng mộ dung sở cảm giác nhất định phát sinh bọn họ không biết chuyện hai người thần sắc âm trầm nhìn về phía mộ dung nguyệt thiện và ba người lâm phong cười cười nói mộ dung nguyệt thiện đám người đã đã trở thành nô lệ của ta cái gì mộ dung tề mộ dung sở hai người thần sắc kinh hãi người tới đón lấy hai người này quát lớn muốn gọi đến trong tộc tinh nhuệ cao thủ cùng đi ứng phó trước mắt đột phát tình huống thế nhưng thanh âm của bọn hắn bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản lâm phong cười cười nói hai vị tại lúc tiến vào ta đã lặng yên không một tiếng động bố trí cách âm pháp trận thanh âm của các ngươi vô pháp truyền bá ra ngoài ta hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội thứ nhất tuyên thể hiệu chung với ta thứ hai các ngươi bị ta độ hóa ta cho các ngươi một chiếc trà suy nghĩ thời gian lâm phong tiếng nói vừa mới rơi mộ dung tề mộ dung sở hai người liền trực tiếp đối với lâm phong triển khai công kích hai người này muốn lấy nhanh như chất xu thế cầm dưới lâm phong thậm chí đánh chết lâm phong lâm phong đứng ở chỗ cố vấn không nhúc nhích thân sắc hờ hững nhìn về phía mộ dung tề cùng mộ dung sở hai người này không khỏi quá ngây thơ rồi một chút hẳn là thật sự là cho rằng có thể bắt lại mình hay sao quả thật chính là nói chuyện hoang đường viển vông mộ dung nguyệt thiện mộ dung ngọc nhi mộ dung nhân ninh trọng đạo ba đầu khuê xà ninh long thiên đám người xuất thủ thẳng hướng mộ dung tề cùng mộ dung sở hai người hai người này tu vi tuy mạnh mẽ thế nhưng bọn họ rốt cuộc chỉ có hai người mà thôi Lấy cái gì cùng Lâm Phong người đấu? Cho nên, hai người này nhất định hội lấy bi kịch kết thúc, quả nhiên, bọn họ rất nhanh đã bị Mộ Dung Nguyệt Thiện đám người liên thủ trấn áp. Buông ra chúng ta, buông ra chúng ta, hai người tức giận gầm hét lên, kẻ tin ta, được vĩnh sinh, Lâm Phong giống như tôn thần chi đồng dạng, xuất trần thần thánh, hắn thi triển ra đại độ hóa thuật, cường đại độ hóa chi lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào hai người trong thân thể, không có bao lâu thời gian, hai người liền bị Lâm Phong độ hóa thuộc hạ tham kiến công tử. Mộ Dung Tề, Mộ Dung Sở hai người khuôn mặt trở nên bình tĩnh, hai người nhao nhau hướng Lâm Phong hành lễ. Hảo hảo hiệu chung với ta, bổn công tử là sẽ không bạc đãi các ngươi. Lâm Phong nói, hiện giờ Mộ Dung gia tộc năm đại đế chủ cấp bậc tu sĩ cũng đã bị Lâm Phong độ hóa. Lâm Phong ý định nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, rõ ràng ngày trước hướng hách liên gia tộc chỗ Huyền Lang Tinh. Mộ Dung Nguyệt thiện vì Lâm Phong an bài chỗ ở. Lâm Phong nói, Người đem mộ dung Ngọc Nhi cũng cùng nhau gọi, nay thiên chúng ta một chỗ tu luyện. Nghe vậy, mộ dung Nguyệt Thiện khuôn mặt trở nên hồng nhuận. Nàng tự nhiên biết, Lâm Phong chỗ nói tu luyện là có ý gì. Vâng, công tử, mộ dung Nguyệt Thiện đáp, nàng vô pháp cử tuyệt Lâm Phong bất cứ phân phó nào. Cho nên vô luận Lâm Phong để cho nàng làm cái gì, nàng đều chỉ có thể đáp ứng. Bị người độ hóa về sau, đối với chủ nhân, sẽ 100% trung thành, 100% phục tùng vô pháp kháng cự chủ nhân bất kỳ một cái nào mệnh lệnh hiện tại lâm phong là đế tông cảnh giới ngũ trọng thiên cùng mộ dung nguyệt thiện mộ dung ngọc nhi tu luyện xong về sau cảnh giới của hắn tăng lên tới đế tông cảnh giới lục trọng thiên lâm phong trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng lấy hắn bây giờ tích góp còn có bản thân cảnh giới muốn đề thăng tu vi thật sự là quá khó khăn lần này xong tu có thể đề thăng một cấp bậc cảnh giới lâm phong tự nhiên là cực kỳ hài lòng cảnh giới đề thăng về sau Lâm Phong cảm giác phản phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, Lâm Phong cảnh giới tuy khó khăn đề thăng. Thế nhưng, chỉ cần đạt được đề thăng, Lâm Phong chiến lực sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng dài. Lúc trước như thế, hiện tại cũng là như thế. Lâm Phong nhìn thoáng qua mộ dung Nguyệt Thiện cùng mộ dung Ngọc Nhi. Các nàng hai người vẫn còn ở trong khi tu luyện, Lâm Phong liền không có quấy giày hai nữ. Buổi trưa, hai nữ xuất quan, chỉ thấy các nàng sắc mặt hồng nhuận, khí tức cũng mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên lấy được không ít chỗ tốt lâm phong cũng vì các nàng hai người cảm thấy cao hứng chính mình thuộc hạ càng mạnh đối với trợ giúp của hắn tự nhiên càng lớn lâm phong chưa từng dừng lại lập tức xuất lĩnh lấy cả đám các loại đi đến huyền lang tinh huyền lang tinh cái tên này tồn tại là vì đứng tại trong hư không nhìn xa này khỏa tinh thần này khỏa tinh thần nhìn nhìn rất giống là một đầu cự lang cho nên này khỏa tinh thần được gọi là huyền lang tinh khách liên gia tộc ở vào huyền lang tinh chủ tinh huyền lang thành bên trong đi đến huyền lang thành bên trong, Lâm Phong phái người cùng hách liên mộng lộ bắt được liên lạc. Tại hách liên mộng lộ dẫn dắt, Lâm Phong đám người tiến vào hách liên gia tộc trong phủ đệ. Lập tức, Lâm Phong cưỡng ép độ hóa hách liên động cùng hách liên bình hai người. Từ nay về sau, Lâm Phong bắt trước làm theo, phân biệt độ hóa huyền đạo tông huyền vân tử, huyền thương tử, huyền tùng tử ba đại đế chủ. Tại đối phó huyền vân tử thời điểm ra một chút tình huống, thiếu chút nữa để cho huyền vân tử chạy trốn. Rốt cuộc Huyền Vân Tử cảnh giới thật sự là quá cao thâm, đã tiếp cận với chuẩn tiên cảnh giới. Một khi bước vào chuẩn tiên, trên cơ bản hơi hơi quá độ một đoạn thời gian là có thể trùng kích tiên cảnh. Cho nên cái này cấp bậc tu sĩ là thập phần cường đại. May mà Hữu Kinh vô hiểm, độ hóa Huyền Vân Tử, Huyền Thương Tử, Huyền Tùng Tử về sau, Lâm Phong dẫn người đi đến Tư Đồ gia tộc. Đón lấy Lâm Phong độ hóa Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Lôi Tiêu cùng Tư Đồ Lôi Long. Đến tận đây, tứ đại thế lực hoàn toàn bị Lâm Phong trưởng khống trong tay. Chương 4112, thu phục Tôn Tư Đạo. Thu phục tứ đại thế lực về sau Lâm Phong thực lực tăng nhiều, chủ yếu là Lâm Phong dưới trướng. Đế chủ cảnh giới cường giả nhân số tăng vọt, hiện tại Lâm Phong dưới trướng tổng cộng có 25 tôn đế chủ cấp bậc cường giả. Cái này cấp bậc tu sĩ, tại đại chiến bên trong đưa đến tác dụng thật sự là quá lớn. Lâm Phong để cho dưới trướng những thế lực này thống kê một dưới bọn họ trong tộc thánh đế cấp bậc tu sĩ. Một phen thống kê về sau, phát hiện, những thế lực này bên trong, thánh đế cấp bậc tu sĩ tổng cộng có 270 năm người. Chủ yếu là lúc trước vẫn lạc trên trăm tôn thánh đế cấp bậc tu sĩ, bằng không mà nói, thánh đế cấp bậc tu sĩ nhân số sẽ càng nhiều. Về phần thánh đế chỉ ở dưới đế tôn, đế tông vân vân cảnh giới tu sĩ nhân số lại càng nhiều. Này thoáng cái, Lâm Phong trở nên binh cường mã tráng lên. Đã thu phục được tứ đại thế lực về sau, Lâm Phong trưởng khống thế lực thực lực tuyệt đối đã vượt qua nguyên bản thực lực cường đại nhất huyền vực môn. Huyền vực biển sao bên trong, còn có huyền vực môn, huyền tinh tông, huyền hải tông. Trương gia, tư không gia, đồ gia, đám thai gia bảy đại thế lực chưa từng bị bắt phục. Khó đối phó nhất tự nhiên chính là huyền vực môn. Trở lại Ninh gia về sau, Lâm Phong để cho Ninh Long thiên phái người muốn mời hắn cậu đến nơi. Ninh Long thiên cậu vì huyền vực môn lão tổ một trong, Lâm Phong ý định trước hàng phục Ninh Long thiên cậu sau đó tại huyền vực môn bên trong liền có nội ứng như thế liền dễ dàng đối phó huyền vực môn muốn mời đến ninh long thiên cậu cũng không dễ dàng nhưng ninh long thiên để cho thuộc hạ nhân nhắn lời nói là có trí bảo hiến cho hắn ninh long thiên cậu lúc này mới đáp ứng đến đây ninh long thiên cậu gọi là tôn tư đạo người này tu vi cực kỳ khủng bố cũng là đụng vào chuẩn tiên cường giả tôn tư đạo người này thân hình cao lớn khôi ngô một đôi con ngươi cực kỳ khiếp người hắn bị ninh long thiên đón vào trong đại điện rốt cuộc muốn đem cái gì trí bảo hiến cho bổn tỏa tôn tư đạo nhìn về phía ninh long thiên hỏi cậu kỳ thật là như vậy hôm nay ta muốn dẫn tiến một vị bằng hữu cho cậu nhưng sợ cậu không đến cho nên cháu ngoại trai liền biên soạn một cái lý do đem cậu lừa qua cháu ngoại trai lúc này hướng cậu bồi thường cái không phải là ninh long thiên nói cái gì lẽ nào lại như vậy ninh long thiên người thật to gan tử tôn tư đạo nghe được ninh long thiên một phen lời về sau bị tức sắc mặt là xanh mét hận không thể trực tiếp bóp chết Ninh Long Thiên. Nhưng may mà khắc chế, cho dù ai kinh lịch chuyện như vậy, đoán chừng đều biết dị thường phẫn nộ, huống chi bọn họ những cái này tuyệt đỉnh cao thủ, bị người vui đùa chơi, không phẫn nộ mới kỳ quái nha. Ha 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 ha, tôn đạo hiếu, ngàn vạn không nên nổi giận, vốn là một chuyện nhỏ mà thôi, chọc tức thân thể nhiều không tốt. Tiếng cười to truyền đến, đón lấy một người tu sĩ đi đến, đi vào trong đại sảnh tu sĩ không phải người khác, chính là Lâm Phong chính là ngươi để cho ninh long thiên lừa gạt bổn tọa đến chỗ này tôn tư đạo thần sắc âm trầm nhìn về phía lâm phong lâm phong quá trẻ tuổi thậm chí có bổn sự để cho ninh long thiên lừa gạt hắn qua điều này làm cho tôn tư đạo trăm mối vẫn không có cách giải cũng không biết lâm phong là làm sao làm được lâm phong cười cười nói chưa nói tới lừa gạt lần này đạo hữu đến đây sắp sửa đạt được một cái đại cơ duyên buồn cười người chỉ là một cái tiểu bối có thể cho bổn tọa cái gì đại cơ duyên Tôn tư đạo nhất thời có một chút khinh thường nói, lời của hắn âm vừa mới rơi, Lâm Phong đã một bước lướt đi, sau đó hướng phía tôn tư đạo một trường đập. Cường giả quyết đấu, trong chớp mắt là có thể cảm nhận được đối phương khí tức, thực lực. Lâm Phong một trường này, nhìn như phổ thông, nhưng lại để cho tôn tư đạo chấn động, tôn tư đạo nhanh chóng xuất thủ cùng Lâm Phong đối oanh một trường. Phanh, cùng với kia mãnh liệt pha chạm thanh âm truyền ra, Lâm Phong cùng tôn tư đạo hung hăng đụng vào nhau. Lâm Phong không chút sức mẻ, tôn tư đạo lại tụt hậu ba bước. Ngươi là ai? Tôn tư đạo thần sắc âm tình bất định nhìn về phía lâm phong, tuy vừa mới hắn chỉ là vội vàng xuất thủ, thế nhưng tôn tư đạo cũng cảm ứng ra. Lâm phong đồng dạng không có toàn lực xuất thủ, nhưng lâm phong bày ra thực lực, không khỏi quá mức tại kinh khủng một chút, căn bản không giống như là một tên tu sĩ trẻ tuổi trưởng khống thực lực. Quả thật, không thể tưởng tượng, rung động nhân tâm, lâm phong cười nhạt một tiếng, nói, tự giới thiệu một, bổn công tử họ lâm, tên cây phong, lần này đem tôn đạo hữu gọi là cùng tôn đạo hữu cùng bàn đại sự tìm ta thương lượng sự tình gì tôn tư đạo nghi hoặc khó hiểu lâm phong thì là nói kính xin tôn đạo hữu ghế trên chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói một chút tôn tư đạo gật gật đầu mọi người ngồi xuống về sau có tỷ nữ đi vào châm trà sau đó tỷ nữ liền lui ra ngoài ninh long thiên nói cậu chúng ta công tử tuy tuổi còn trẻ nhưng anh minh thần võ văn thao vũ lược hiện giờ ninh gia tộc trưởng nhất mạch đại trưởng lão nhất mạch huyền đạo tông mộ dung gia tộc hách liên gia tộc tư đồ gia tộc cũng đã nương nhờ công tử cái gì tôn tư đạo nghe được ninh long thiên lời nói này về sau trực tiếp kinh sợ đứng lên ngoại giới thịnh truyền tin tức là ninh gia tộc trưởng nhất mạch đã bị đã diệt a à. hiện giờ xem ra những tin tức này đều là giả tôn tư đạo không khỏi hít sâu một hơi hắn biết lần này lâm phong tìm hắn đến đây cũng sớm đã kế hoạch hảo hết thảy mà mình nếu là làm ra để cho Lâm Phong mất hứng sự tình, sợ là không có cái gì kết cục tốt. Hơn nữa tôn tư đạo cảm giác, xung quanh tựa hồ cất giấu một số cao thủ, Lâm Phong một tiếng làm, những cao thủ kia sẽ tới. Lâm Phong cười cười, nói, nghe nói tôn đạo hữu chính là Ninh Long Thiên Cậu, tại hạ một mực hướng về, muốn cùng tôn đạo hữu vừa thấy, nhưng không có cơ hội, hiện giờ nhàn rỗi hạ xuống, liền mời tới tôn đạo hữu. Khục khục, có thể tới đây cùng đạo hữu gặp nhau, là vinh hạnh của tại hạ tôn tư đạo là một cái cáo giả người biết người tại mái hiên dưới không thể không cúi đầu những lời này hàm nghĩa hắn ý định trước hết nghe nghe lâm phong nói như thế nào lâm phong nói huyền vực biển sao nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ mấu chốt là đi thông bất tử giới phải qua đường cái chỗ này ta xem lên ý định trưởng khống tại trong tay của mình tôn đạo hữu có hứng thú hay không nương nhờ ta thật lớn dã tâm tôn tư đạo trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ tuy tôn tư đạo không biết lâm phong như thế nào hàng phục ngũ đại thế lực nhưng lâm phong nếu như có thể làm được đã nói rõ ràng lâm phong thủ đoạn đáng sợ cỡ nào hiện tại lâm phong đem lời làm rõ tôn tư đạo biết chính mình phải làm ra lựa chọn bằng không mà nói lâm phong tất nhiên sẽ trở mặt tôn tư đạo người này luôn luôn thông minh lâm phong còn trẻ như vậy lại cường đại như thế hơn nữa lai lịch thần bí đi theo người như vậy có lẽ là một cái lựa chọn tốt còn có đã không có đường lui cho nên tôn tư đạo rất nhanh liền đã làm ra lựa chọn. Nhận được công tử không chê, từ nay về sau, thuộc hạ nguyện ý đi theo công tử, vĩnh viễn thuần phục công tử. Tôn tư đạo ôm quyền nói, chương 4113, động thủ chu sát lâm phong. Ha 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 ha, tôn đạo hiếu miễn lễ a, à, ngày sau ngươi sẽ biết, ngươi hôm nay làm ra quyết định, là ngươi trong cuộc đời này, làm ra chính xác nhất một cái quyết định. Lâm Phong không khỏi cười ha hả, lập tức hắn nói, nhưng nhân tâm khó dò, hơn nữa người là thiện biến thành, cho nên ta sẽ không chỉ nghe người bề ngoài trung tâm, mà là cần làm ra một chút chân thực hành động tới. Nghe vậy, tôn tư đạo lập tức giơ lên tay phải, bàn tay của hắn hướng thiên, ta tôn tư đạo lúc này thề, nguyện ý vĩnh viễn đi theo công tử, trung thành và tận tâm, nếu có nhị tâm, chết không yên lành. Tôn tư đạo lời thề rơi dưới về sau, một đạo lời thề phù văn hình thành, khác ở tôn tư đạo trong óc. Vậy từ nay về sau chúng ta liền là người một nhà, rõ ràng ngày bổn công tử đem tùy ngươi đi đến huyền vực môn bên trong, đi gặp mặt khác mấy vị đế chủ, người tới giới thiệu một dưới huyền vực môn mặt khác mấy vị cường giả tình huống A. Vâng, công tử, tôn tư đạo đáp, lập tức bắt đầu giới thiệu lên, huyền vực môn trừ ta ra còn có sáu đại đế chủ. Thực lực tối cường một người gọi là công dương triển bằng, chính là một cái đại bằng điều biến thành mà thành, người này là chuẩn tiên cảnh giới. Nghe vậy, Lâm Phong kinh ngạc, Chuẩn tiên cảnh là đế chủ cảnh giới cùng tán tiên cảnh giới chính giữa một cái quá độ cảnh giới, cũng có người đem cảnh giới này xưng là trí tôn cảnh giới. Tu sĩ bước vào chuẩn tiên cảnh giới về sau, sẽ vì đột phá tán tiên cảnh giới làm cuối cùng chuẩn bị. Nói chung, đột phá đến chuẩn tiên cảnh giới, ngày sau đột phá tán tiên là đại khái tỷ lệ sự kiện. Nhưng bất cứ chuyện gì, cũng không phải tuyệt đối. Chuẩn tiên cảnh giới cần hào hào tích góp, bằng không mà nói, đột phá tán tiên, có lẽ sẽ thất bại chuẩn tiên cảnh giới tu sĩ không thể khinh thường. Tôn Tư Đạo tiếp tục nói, mặt khác năm đại đế chủ bên trong, Liễu Thanh một, Liễu Thanh vạn hai người là đế chủ đỉnh phong cảnh giới, Tư Mã Trường Thọ vì đế chủ cảnh giới cửu trọng thiên tu vi, Tiết Nhân Nghĩa vì đế chủ cảnh giới tám trọng thiên tu vi, La Hải Dày Đặc vì đế chủ cảnh giới thất trọng thiên tu vi. Không tệ, không tệ, này huyền vực môn nội tình, quả nhiên so với nó thế lực của hắn thâm hậu mạnh hơn nhiều. Trong những người này, cũng chỉ có chuẩn tiên cảnh giới công dương triển bằng khó đối phó một chút những người còn lại đều rất tốt đối phó lâm phong không khỏi nói xác thực những người còn lại tại lâm phong xem ra xác thực không khó đối phó công tử tự mình xuất thủ tự nhiên dễ như trở bàn tay tôn tư đạo lấy lòng nói chữ trưởng lão người trước mang theo tôn đạo hữu xuống dưới nghỉ ngơi đi lâm phong nhìn về phía ninh long thiên vâng công tử ninh long thiên đáp ngày mai Lâm Phong mang lên 20 tôn đế chủ cấp bậc cường giả, sau đó cùng lấy tôn tư đạo cùng đi đến huyền vực môn. Huyền vực môn ở vào huyền minh tinh, ngày khỏa sao cầu là huyền vực biển sao ngoại trừ huyền vực tinh bên ngoài náo nhiệt nhất một ngôi sao cầu. Lâm Phong bọn người thi triển ra hóa hình thuật cải biến dung mạo, như vậy cũng không sợ bị nhận thức người của bọn hắn cho nhận ra. Tại tôn tư đạo dẫn dắt, Lâm Phong đám người thành công tiến vào huyền vực môn bên trong. Sau đó... Tôn tư đạo phái người đem sáu mặt khác đại đế chủ triệu tập đến trong phòng khách, nói là có chuyện trọng yếu, cùng mọi người trao đổi. Rất nhanh, sáu đại đế chủ nhau nhau đến nơi, bọn họ đi đến phòng khách về sau phát hiện lâm phong đám người, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Không biết bọn họ trao đổi chuyện trọng yếu, vì sao còn có những cái này không nhận ra ngoại nhân trong phòng khách đợi. Công dương triển bằng là một tên dáng người khôi ngô, nhưng người phần gầy gò lão già. Khí thế khiếp người, hắn nhìn hướng tôn tư đạo, nói, tôn sư đệ, Ngươi đây là làm cái quỷ gì? Công Dương sư huynh, ta vì ngài dẫn tiến một vị đại nhân vật." Tôn Tư đạo nói, "Đại nhân vật?" Công Dương Triển Bằng không khỏi nhíu mày. Tôn Tư đạo chỉ hướng Lâm Phong, nói, "Vị công tử này, gọi là Lâm Phong, hiện giờ chính là Ninh gia, Mộ Dung gia tộc, Hách Liên gia tộc, Tư Đồ gia tộc, Huyền Đạo tông chủ nhân." Còn có bực này sự tình, Công Dương Triển Bằng nghe được về sau nhất thời cả kinh. Những người còn lại cũng đều là kinh ngạc vô cùng biểu tình thậm chí có người đã thu phục được ngũ đại thế lực, bọn họ vậy mà cũng không biết. Đây chính là thiên đại sự tình A. À. Như vậy, những người này đều là người nào? Công dương triển bằng chỉ hướng lâm phong bên người những tu sĩ kia. Hắn tại một số người trên người thậm chí cảm nhận được quen thuộc khí tức. Thế nhưng dung mạo bất đồng, công dương triển bằng không dám đơn giản phán đoán thân phận của bọn hắn. Công dương đạo hiếu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một đạo cười khẽ âm thanh truyền ra, ninh trọng đạo đứng lên, biến hóa thành dung mạo của mình sau đó vừa cười vừa nói những người còn lại cũng nhao nhao thi triển ra hóa hình thuật biến hóa thành dung mạo của mình công dương triển bằng đám người phát hiện những người này đều là ngũ đại thế lực đế chủ hiện giờ lại dắt tay nhau tới xem ra vừa mới tôn tư đạo chỗ nói hết thảy đều là thật sự mà ninh trọng đạo lại xuất hiện ở nơi này hiển nhiên ngoại giới tin đồn ninh gia tộc trưởng nhất mạch đã bị bị diệt đây là một cái tin tức giả Nguyên lai like là Ninh đạo hữu cùng Chư vị đạo hữu." Công Dương Triển bằng gật gật đầu, hắn nhìn hướng Lâm Phong, hỏi, "Lần này Lâm đạo hữu tới ta Huyền vực môn, vì chuyện gì?" Lâm Phong mỉm cười, nói, "Là tới chiêu dụ Chư vị." "Chiêu dụ chúng ta?" Công Dương Triển bằng cùng mặt khác năm đại đế chủ đều cười lạnh. Tôn Tư đạo nói, "Công Dương sư huynh, Lâm công tử tu vi cao thâm, anh minh thần võ, tương lai tất nhiên có thể thành tựu sự thống trị, hiện giờ thiên nhân ngũ suy hiện, tận thế đến nơi." duy chỉ có nương nhờ lâm công tử nhân vật như vậy, tương lai mới có thể tại diệt thế cuộc chiến bên trong sống sót A. À. Hy vọng sư huynh có thể hảo hảo cân nhắc một dưới. Phản đồ, công dương triển bằng đám người lạnh lùng nhìn về phía tôn tư đạo, nghe được tôn tư đạo lời nói này về sau bọn họ liền biết, tôn tư đạo nhất định là nương nhờ lâm phong. Bằng không mà nói, sẽ không nói ra như vậy một phen lời. Tôn tư đạo nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Sư huynh, chư vị sư đệ, mọi người chớ để làm ra lựa chọn sai lầm, bằng không mà nói, hội hối hận cả đời. Như người đồng dạng, trở thành người khác nô tài sao? Công dương triển bằng mỉa mai nói, ngươi, tôn tư đạo sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Lâm Phong lúc này nói, ta nghĩ công dương đạo hữu là hiểu lầm, tôn đạo hữu xác thực đầu phục ta, thế nhưng ta đợi tôn đạo hữu như bằng hữu mà không phải nô lệ. Nếu là công dương đạo hữu đám người cũng nương nhờ ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi các vị, nếu là các vị không đồng ý, như vậy hôm nay ta cũng chỉ có thể động thủ độ hóa chư vị thật ngạt độc tiểu tử công dương triển bằng lạnh lùng nhìn về phía lâm phong nói tiểu tử chỉ bằng các ngươi những người này chỉ sợ còn xa xa chưa đủ nhìn ta liền trước chu ngươi rồi những người còn lại sẽ trong chớp mắt bị tan rã tiếng nói rơi công dương triển bằng vung tay lên một chuôi ma kiếm bay ra chuôi này ma kiếm chính là đại thiên chu ma kiếm đây là một kiện chân tiên cực hạn pháp bảo uy lực mạnh vô pháp tưởng tượng công dương triển bằng cầm trong tay đại Thiên chu ma kiếm, hướng phía lâm phong lao đi, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt giết đến lâm phong bên người, sau đó một kiếm đâm về lâm phong lồng ngực. chương 4114, độ hóa chuẩn tiên. Hừ, cũng dám động thủ với ta, hôm nay ta để cho người biết sự lợi hại của ta. Đối mặt với công dương triển bằng cầm trong tay đại thiên chu ma kiếm một kích, Lâm Phong trên mặt nhất thời lộ ra băng lãnh biểu tình. Chỉ thấy Lâm Phong vung tay lên, trong nháy mắt, mười mấy món cường đại pháp bảo nhất thời liền bay ra. Thiên cổ, hắc long kiếm, minh vương trung, tứ đại thạch kiếm vân vân pháp bảo toàn bộ một tia ý thức hướng phía công dương triển bằng đánh giết mà đi. Rất nhiều người kiêng kỵ đại thiên chu ma kiếm cái này chí bảo. Thế nhưng, tại lâm phong trong mắt, đại thiên chu ma kiếm cũng không coi vào đâu, bởi vì lâm phong nơi này rất nhiều pháp bảo, tỷ như thạch kiếm, tỷ như minh vương trung chờ chí bảo cũng không so với đại thiên chu ma kiếm tranh lệch. Mười mấy món cường đại pháp bảo đánh giết mà đến, Công Dương Triển Bằng đối mặt với Lâm Phong nhiều như vậy pháp bảo công kích, tự nhiên không dám có chút đại ý. Hắn nhanh chóng huy động trong tay Đại Thiên Chu Ma kiếm, ngăn cản Lâm Phong rất nhiều pháp bảo công kích. Khanh khanh khanh, liên tiếp va chạm thanh âm truyền ra, từng kiện từng kiện pháp bảo bị đánh bay ra ngoài. Công Dương Triển Bằng cầm trong tay Đại Thiên Chu Ma kiếm bày ra chiến lực hay là cực kỳ khủng bố. Rốt cuộc, Công Dương Triển Bằng người này chính là một vị chuẩn tiên cảnh giới cường giả cái này cấp bậc tu sĩ có thể cầm trong tay trí bảo uy lực đầy đủ phát huy được. Dám đối với chúng ta công tử xuất thủ, tự tìm chết đâu, động thủ. Tư đồ lôi hải quát lớn, một đám đế chủ cấp bậc tu sĩ trực tiếp xuất thủ. Đủ loại cường đại pháp bảo tế ra, hơn 20 người, đối với công dương triển bằng chờ 6 người triển khai vây công. Công dương triển bằng, ta biết ngươi là chuẩn tiên cảnh giới, bất quá đây cũng như thế nào, chuẩn tiên cảnh giới trong mắt ta cũng như kiến hôi kiến hôi thương chó. Lâm Phong thần sắc hờ hững nhìn về phía công dương triển bằng Tiểu tử, người quá tự cho là, nếu là không có những cái này pháp bảo, không có những cái này thuộc hạ, người cho là mình tính vật gì. Công dương triển bằng lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong thản nhiên nói, thật sự là ánh mắt thiển cận, người bình thường có thể thu phục nhiều như vậy cường giả sao. Mặc dù ngươi là chuẩn tiên cấp bậc tu sĩ, nhưng nếu nói có thể vững vàng thắng được ta, cũng là khó như lên thiên sự tình. Vậy ngươi ta đánh một trận, liền biết ngươi chỗ nói thật hay giả. Công Dương triển bằng cười lạnh nói, buồn cười đến cực điểm, ta dưới trướng cao thủ rất nhiều, tại sao phải cùng ngươi đánh một trận? Ngươi cảm giác mình có tư cách cùng ta đánh một trận sao? Toàn lực công kích, thế tất cầm dưới những người này. Lâm Phong nói, "Vâng, tất nhiên không phụ công tử hy vọng." Hơn 20 tôn đế chủ nhao nhao đáp, đủ loại cường đại pháp bảo, thần thông, hướng phía 6 người đánh giết mà đi. Tuy công dương triển bằng nắm giữ lấy đại thiên chu ma kiếm loại này chân tiên cực hạn pháp bảo. Thế nhưng, cái này chí bảo, tại Lâm Phong xem ra, căn bản vô pháp nghịch chuyển chiến cuộc, Lâm Phong pháp bảo, lôi kéo ở cái này chân tiên cực hạn pháp bảo. Hai bên đại chiến một phút đồng hồ, đối phương cũng đã có một người tu sĩ không kiên trì nổi, sau đó bị trực tiếp chân áp. Kẻ tin ta, được vĩnh sinh, Lâm Phong tại đây tên đế chủ chỗ nghi tâm một chút, cường đại độ hóa chi lực liên tục không ngừng hướng phía này tên đế chủ trong óc dũng mãnh lao tới a à, này tên đế chủ tức giận gầm hét lên hắn không ngừng giấy ruộng không ngừng giấy ruộng không ngừng giấy ruộng thế nhưng bất kể như thế nào giấy ruộng lại đều vô pháp chống lại lâm phong đại độ hóa thuật lâm phong đại độ hóa thuật thật sự là quá bá đạo thuộc hạ tham kiến công tử không có bao lâu này tên đế chủ đã bị lâm phong độ hóa kia vặn vẹo khuôn mặt trở nên bình tĩnh lên sau đó này tên đế chủ, hướng Lâm Phong hành lễ. Hảo, hiện tại gia nhập chiến trường bên trong A. Lâm Phong nói, vâng, công tử, này tên đế chủ đáp, sau đó đã gia nhập chiến trường bên trong, tham dự đến đại chiến bên trong. Đại chiến bạo phát, đánh vô cùng kịch liệt, rất nhanh. Đối phương lại có một tên đế chủ chống đỡ không nổi, bị Lâm Phong bên này đế chủ kích thương, sau đó chân áp. Đây là lấy ít đánh nhiều tình thế xấu chỗ, theo thời gian trôi qua, pháp lực tiêu hao càng lúc càng lớn, bọn họ hội dần dần chống đỡ không nổi lâm phong thuận lợi độ hóa tên thứ hai đế chủ kế tiếp trong một đoạn thời gian mặt lâm phong thuận lợi đem mặt khác ba tên đế chủ cũng toàn bộ độ hóa hiện tại chỉ còn dưới chuẩn tiên cảnh giới công dương triển bằng không có bị lâm phong độ hóa thấy được trước sau năm tôn đế chủ bị lâm phong độ hóa công dương triển bằng quả thật hận muốn điên tiểu tử hôm nay liều mất tánh mạng ta cũng phải để cho ngươi chết không có đất trôn thây công dương triển bằng tức giận gầm hét lên một đôi mắt đều biến thành huyết hồng vẻ, nhìn về phía Lâm Phong, tràn đầy lành lạnh sát ý, công dương triển bằng nhảy lên. Thân thể của hắn hừng hực thiêu đốt lên, ra hỏa này vậy mà tại nhiên thiêu chính mình bổn nguyên, tới gia trì chiến lực. Hiển nhiên công dương triển bằng biết mình vô pháp phá vòng vây ra ngoài, cho nên ôm hẳn phải chết chi tâm, trước khi chết, muốn kéo lấy Lâm Phong một chỗ đệm lưng. Gia hỏa này ngược lại là rất có cốt khí, Lâm Phong đối với công dương triển bằng, nhiều một chút bội phục từng kiện từng kiện cường đại pháp bảo hướng phía công dương triển bằng đánh giết mà đi thế nhưng hiện giờ công dương triển bằng tại bổn nguyên nhiên thiêu gia trì chiến lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh lên công dương triển bằng chiến lực trên phạm vi lớn tăng lên cho nên khi những cái kia cường đại pháp bảo đánh giết hướng công dương triển bằng thời điểm toàn bộ bị công dương triển bằng huy động đại thiên chu ma kiếm cho đánh bay ra ngoài công dương triển bằng nhân kiếm hợp nhất thẳng hướng lâm phong tiểu tử đi chết đi công dương triển bằng âm thanh băng lãnh bỗng nhiên vang vọng tại trong đại điện không tốt công tử cẩn thận chúng đế chủ thần sắc kinh hãi bọn họ đã không kịp trợ giúp lâm phong nhưng mắt thấy công dương triển bằng kia tuyệt thế vô cùng một kiếm muốn đánh chết tại lâm phong trên người thời điểm bá hào quang lóe lên lâm phong vậy mà biến mất không thấy bóng dáng thời khắc mấu chốt lâm phong thi triển ra bổ thiên thuật tránh thoát công dương triển bằng này tuyệt thế một kích mà công dương triển bằng một kiếm này đâm vào không khí lâm phong xuất hiện ở công dương triển bằng sau lưng bàn tay của hắn phía trên xuất hiện một tòa hư ảo cửa đá này tòa hư ảo cửa đá chính là lâm phong lạc ấn xuống vĩnh sinh chi môn hư ảnh lâm phong một trường chụp về phía công dương triển bằng vĩnh sinh chi môn hư ảnh trực tiếp bay ra ngoài hung hăng chấn áp tại công dương triển bằng trên người oa wow, công dương triển bằng bị đánh bay ra ngoài miệng lớn thổ huyết sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy chúng đế chủ đánh giết đi lên các loại thủ đoạn ra hết trực tiếp đã trấn áp công dương triển bằng. Kẻ tin ta, được vĩnh sinh, lâm phong giống như tôn bất hủ thần chi, hoặc như là nhân tộc chi hoàng, hắn lượn lờ tại thánh quang bên trong, dẫm trận tại chỗ đi tới công dương triển bằng trước người. Sau đó chỉ điểm một chút tại công dương triển bằng chỗ nghi tâm. Đại lượng độ hóa chi lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào công dương triển bằng trong óc. Ta không cam lòng, công dương triển bằng đang gầm thét, tại dãy ruộng, nhưng căn bản không có dùng. Một canh giờ về sau, công dương triển bằng bỏ qua dãy ruộng, nhìn về phía lâm phong ánh mắt, tràn ngập sùng kính. Thuộc hạ tham kiến công tử, công dương triển bằng hướng lâm phong hành lễ, vị này chuẩn tiên cảnh giới cường giả, cũng bị lâm phong độ hóa. chương 4115, Thống nhất huyền vực biển sao thượng. Miễn lễ A, lâm phong vẫy vẫy tay, để cho công dương triển bằng đứng dậy. Đa tả công tử, công dương triển bằng nói, hiện tại, chuẩn tiên cấp bậc công dương triển bằng cũng bị lâm phong cho độ hóa, Lâm Phong dưới chứng cực hạn cường giả từ 25 người nhất thời tăng vọt đến 31 người. Thực lực cường đại như vậy, đủ để xưng bá tinh không? Huyền vực biển sao nó thế lực của hắn, hiện giờ sợ là cũng không có cách nào phản kháng. Lâm Phong lấy công dương triển bằng thân phận ban bố mệnh lệnh. Hắn để cho cái khác mấy cái thế lực đế chủ cấp bậc cường giả nhao nhao đi đến huyền vực môn tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Nó thế lực của hắn lần lượt nhận được thông báo, thế lực này đế chủ tại nhận được cái này thông báo về sau cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Bọn họ không biết công dương triển bằng đến cùng đang dở cho quỷ gì. Trong nội tâm tuy nghi hoặc, nhưng nghĩ đến cùng công dương triển bằng trong đó không có cái gì ân oán, công dương triển bằng cũng không đến mức làm hại bọn họ. Còn có công dương triển bằng chính là chuẩn tiên cấp bậc cường giả. Công dương triển bằng mặt mũi lại muốn cho, nếu không phải cho công dương triển bằng mặt mũi. Đây không phải là đắc tội công dương triển bằng sao nếu là đắc tội công dương triển bằng cường giả như vậy đến lúc sau cũng không có bọn họ quả ngon để ăn vì vậy một đám đế chủ cấp bậc cường giả liền căn cứ không đắc tội công dương triển bằng nguyên tắc nhao nhao đi tới huyền vực môn đi đến huyền vực môn về sau bọn họ liền bị an bài ở đây một chút đế chủ muốn tại huyền vực môn tu sĩ trong miệng tìm hiểu một dưới lần này công dương triển bằng triệu tập bọn họ đến nơi mục đích là cái gì thế nhưng huyền vực môn tu sĩ giữ kín như bưng thủ khẩu như bình cho nên những cái kia đế chủ cấp bậc tu sĩ cái gì cũng không có có thể hỏi lên. Đợi đến tất cả đế chủ đến nơi về sau, công dương triển bằng thông báo mọi người tiến đến phòng khách họp. Có nô bộc dẫn trước mọi người đi phòng khách, đợi đến mọi người đi đến phòng khách về sau phát hiện nơi này đã ngồi lên rất nhiều người. Để cho tất cả mọi người chấn kinh chính là, bọn họ vậy mà thấy được ninh gia tộc trưởng nhất mạch ninh trọng đạo. Lần này ninh gia tộc trưởng nhất mạch, ninh tông sơn tỏa chấn trong gia tộc, ninh trọng đạo thì là đi theo lâm phong gia thế nhưng ninh trọng đạo tại rất nhiều người xem ra hẳn là người chết rồi mới đúng a à. vì cái gì ninh trọng đạo sẽ xuất hiện ở chỗ này đây cho nên mọi người xem đến ninh trọng đạo về sau đều cực kỳ nghi hoặc thế nhưng mỗi người đều không nói gì mặc kệ ninh trọng đạo vì cái gì không có chết dù sao bọn họ chỗ thế lực cũng không có tham dự đến tiêu diệt ninh gia tộc trưởng nhất mạch chuyện này bên trong mặc dù ninh trọng đạo không chết cũng sẽ không nhằm vào bọn họ tối đa chỉ có thể kỳ quái bọn họ lúc trước không có trợ giúp ninh gia tộc trưởng nhất mạch mà thôi. Nhưng ninh long thiên sau lưng có huyền vực môn tôn tư đạo này nâng đỡ, chắc hẳn ninh trọng đạo cũng có thể lý giải bọn họ khó xử. Chư vị ngồi đi, công dương triển bằng vừa cười vừa nói, mọi người tìm địa phương ngồi xuống, sau đó nhao nhao nhìn về phía công dương triển bằng, cùng chờ đợi công dương triển bằng mở miệng nói chuyện. Thời điểm này tổng cộng công dương triển bằng nói, lần này muốn mời chư vị đến đây, là vì muốn hướng mọi người giới thiệu một người giới thiệu một người, mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn về phía công dương triển bằng, giới thiệu người nào. Vậy mà như thế khởi binh trùng điệp, đúng, công dương triển bằng nói, lập tức hắn chỉ chỉ ngồi ở tay trái đệ một vị trí lâm phong, nói, vị này lâm phong lâm công tử, chính là ta muốn giới thiệu cho mọi người bằng hữu mới. Lâm phong, kẻ này gọi là lâm phong, ta nhớ được lúc trước mộ dung gia tộc tựa hồ tại truy nã một cái tên là lâm phong người. Tiểu tử này cùng Mộ Dung gia tộc truy nã kia cái Lâm Phong có cái gì không quan hệ." Một tên đế chủ cấp bậc tu sĩ không khỏi nói. Lâm Phong nói, "Đúng dịp, ta chính là lúc trước bị Mộ Dung gia tộc truy nã người kia, bất quá bây giờ Mộ Dung gia tộc đã thần phục tại ta dưới trướng." Còn có loại chuyện này, một đám đế chủ đều là một bộ hai mặt nhìn nhau biểu tình, quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được. Mộ Dung gia tộc có năm đại đế chủ, vậy mà hội thần phục tại Lâm Phong một tên người trẻ tuổi tộc tu sĩ dưới trướng. Đây là đang nói đùa sao? Thế nhưng, nhìn Lâm Phong bộ dáng, cũng không phải là đùa cợt a. À. Mọi người xem hướng mộ dung gia tộc mấy vị đế chủ. Phát hiện mộ dung gia tộc mấy vị đế chủ, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cái đều là một bộ vô cùng tôn trọng biểu tình. Xem ra, Lâm Phong nói là sự thật, không riêng mộ dung gia tộc thần phục tại bổn công tử dưới trướng. Bao gồm Huyền vực môn, Huyền đạo tông, Ninh gia, Hách Liên gia tộc, Từ Đồ gia tộc, cũng đều đã thần phục bổn công tử. Hiện tại huyền vực biển sao lớn trong thế lực, chỉ còn lại có các ngươi lục đại thế lực chưa từng quy thuận bổn công tử. Lâm Phong tiếp tục nói, hắn những lời này quả thật giống như là bình địa lên kinh lôi đồng dạng, chấn kinh tất cả người. Trên mặt của mỗi người cũng không khỏi lộ ra thật sâu rung động, quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Lục đại thế lực, thậm chí bao gồm huyền vực môn loại này có được chuẩn tiên thế lực. Vậy mà cũng bị một tên tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ cho đã thu phục được. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Nghe, quá không thể tưởng tượng, cho dù ai nghe được nói như vậy, cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, Lâm Phong một phen, không có ai phản bác, hơn nữa mọi người xác thực phát hiện, lục đại thế lực những cái này cường giả, đối với Lâm Phong vô cùng tôn trọng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Lâm Phong chỗ nói hết thảy, đều là thật sự. Những cái này đế chủ cấp bậc tu sĩ vô pháp tưởng tượng Lâm Phong còn trẻ như vậy nhân tộc tu sĩ, làm thế nào thu phục lục đại thế lực? Chân tướng là đầm rồng hang hổ đồng dạng sự tình a. À. Thế nhưng là, lại chân thật phát sinh ở bên người, công dương triển bằng nói, công tử để mắt các ngươi, mới có thể thu dưới các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng cho công tử thất vọng, những cái này đế chủ cũng không khỏi lộ ra cười khổ biểu tình. Tại thế gian thế giới, đế chủ cấp bậc tu sĩ đã đứng ở tu luyện đỉnh phong. Bọn họ cao cao tại thượng, liếc xéo chư trời sinh linh, ai dám khinh thường bọn họ? Thế nhưng tại nay thiên, người khác muốn thu phục bọn họ, lại còn là người khác coi trọng bọn họ, thật là có chút châm chọc a. À. Thế nhưng chư đế chủ cũng không dám phản bác, bọn họ đối với Lâm Phong không có bất kỳ lý giải, nhưng nhiều như vậy đế chủ, thậm chí chuẩn tiên đô thần phục tại Lâm Phong dưới trướng, đủ để nói rõ Lâm Phong đáng sợ. Hiện tại, bọn họ còn có lựa chọn khác sao, hoặc là thần phục, hoặc là cự tuyệt, nếu như cự tuyệt, đối phương tất nhiên sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi, cho nên chân chính có thể chọn chọn, tựa hồ cũng chỉ có thần phục con đường này. Những cái này đế chủ không khỏi nở nụ cười khổ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có ý hướng một ngày, vậy mà hội thần phục tại người khác dưới chướng, nghe người khác điều khiển. Nguyện ý đi theo ta người, liền đứng dưới lời thề A. À. Lâm Phong ánh mắt quét về phía một đám đế chủ, thanh âm đạm mạc nói. Bị Lâm Phong tầm mắt đạt tới, những cái kia đế chủ cấp bậc tu sĩ đều cảm nhận được một loại hít thở không thông áp bách. Đây là Lâm Phong mang cho tinh thần của bọn hắn áp bách. Ta nguyện ý thần phục, Huyền Tinh Tông đế chủ Tống Tử thư cái thứ nhất đứng dậy, sau đó quỳ một chân xuống đất, hướng Lâm Phong cúi xuống hắn cao ngạo đầu lâu. Chương 4116, thống nhất huyền vực biển sau, dưới có cái thứ nhất xuất ra lựa chọn thần phục người, liền có cái thứ hai. Đón lấy một tên tên tu sĩ đều quỳ một chân trên đất, biểu thị nguyện ý thần phục Lâm Phong. Lục đại thế lực đế chủ, chung vào một chỗ tổng cộng có 20 người. Tính cả này 20 người như vậy Lâm Phong dưới chướng liền có 51 tôn đế chủ cấp bậc cường giả, này thật đúng là làm cho người ta chấn kinh một chi lực lượng. Tuyên thệ A, à, để cho công tử thấy được thành ý của các ngươi, công dương triển bằng nói, chúng ta nguyện ý lấy linh hồn của mình vì lời thề, từ nay về sau hiệu chung với Lâm Phong công tử, nếu là dám can đảm có dị tâm, chết không yên lành. 20 tôn đế chủ cấp bậc tu sĩ nhau nhau tuyên thệ. Làm tuyên thệ âm thanh rơi dưới về sau, lời thề phù văn hình thành khác ở trong đầu của bọn hắn bên trong. Rất tốt, hôm nay các người thần phục với ta, hắn ngày các người nhất định sẽ vì chính mình hôm nay lựa chọn mà cảm giác được vui mừng. Lâm Phong nói, tất nhiên thể sống chết thuần phục công tử, một đám đế chủ cấp bậc cường giả nhau nhau nói, loại này nắm giữ quyền hành cảm giác quả nhiên thoải mái a. À? Khó trách nhiều người như vậy, thích trở thành người trên người, khó trách nhiều người như vậy, vị tranh đoạt quyền lực, lục đục với nhau, tàn sát lẫn nhau. Có lẽ mỗi người, trong nội tâm, đều hy vọng chính mình có thể đủ trưởng khống quyền hành a à. trở thành vô số người kính ngưỡng tồn tại huyền vực biển sao sắp sửa xây dựng một tòa tinh không đế quốc chỗ này tinh không đế quốc tự kêu là huyền vực đế quốc lâm phong nói thuộc hạ tham kiến bệ hạ những cái này đế chủ cấp bậc cường giả nhao nhao hướng lâm phong hành lễ lâm phong nói không nên như vậy xưng hô ta ta sẽ không đảm nhiệm huyền vực đế quốc quốc chủ công tử không đảm nhiệm quốc chủ ai có tư cách đảm nhiệm quốc chủ Công Dương Triển bằng nói, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là một cái tinh không đế quốc mà thôi, như vậy thế lực, ta đã đã thành lập không chỉ một vị trí. Ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một, ai tới đảm nhiệm huyền vực đế quốc đời thứ nhất quốc chủ. Vâng, mọi người nhanh chóng đáp, nội tâm của bọn hắn bên trong, đều như nhấc lên thao thiên sóng biển. Bởi vì mọi người phát hiện bọn họ đối với Lâm Phong lý giải thật sự là quá ít. Lâm Phong hiện tại mặc dù là chủ nhân của bọn hắn, thế nhưng Lâm Phong trên người, bao phủ quá nhiều thần bí khăn che mặt. Đặc biệt là hiện giờ biết Lâm Phong vậy mà đã thành lập không chỉ một vị trí tinh không đế quốc. Càng làm cho bọn họ rung động không thôi, những người này cảm thấy, Lâm Phong có lẽ tại mưu đồ một đại sự, chỉ là, bọn họ cũng không biết Lâm Phong tại mưu đồ cái gì. Kế tiếp trong một đoạn thời gian mặt, huyền vực biển sao chủ tinh huyền vực tinh mặt trên, bắt đầu xây dựng rầm rộ. Tại ngắn ngủn 3 tháng bên trong, một tòa to lớn thành chỉ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại thành trì chỗ sâu trong thì là kiến tạo vàng son lộng lẫy hoàng cung. Tất cả mọi người đều chú ý tới đây huyền vực tinh mặt trên chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người hết sức nghi hoặc, không biết là người phương nào kiến tạo này tòa cổ thành. Làm cổ thành hoàn toàn tạo dựng lên về sau, rất nhanh liền có tin tức truyền ra. Huyền vực biển sao một môn tam tông tám tộc hợp lực kiến tạo chỗ này cổ thành, huyền vực biển sao từ nay về sau xây dựng tinh không đế quốc. Chỗ này tinh không đế quốc gọi là huyền vực đế quốc. Khi tin tức kia sau khi truyền ra, vô số người chấn kinh. Bởi vì, một môn Tam tông tám tộc trong đó lẫn nhau phòng bị, những thế lực này căn bản không có khả năng đoàn kết cùng một chỗ. Nhưng hôm nay, những thế lực này vậy mà đoàn kết cùng một chỗ mà còn đã thành lập Huyền vực Đế quốc, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Rất nhiều người có cảm giác chuyện này tràn ngập chỗ kỳ hoặc. Mà không lâu sau về sau, lại có tin tức truyền ra, nói là Huyền vực biển sau một môn Tam tông bát đại gia tộc, toàn bộ đầu phục một vị thần bí công tử Chuyện này đưa tới sóng to gió lớn, một môn tam tông bát đại gia tộc như vậy thế lực cường đại, vậy mà hội nương nhờ những người khác. Đến cùng là người nào lại có thể thu phục những cái này thế lực cường đại. Quả thật bất khả tư nghị, mỗi người trong nội tâm đều nhấc lên to lớn gợn sóng. Tất cả mọi người tại thảo luận chuyện này, rất nhanh, huyền vực đế quốc ban bố đạo thứ nhất chiếu lệnh, chiếu lệnh nội dung như xuống, cấp đất phong hầu mộ dung nguyệt thiện vì huyền vực đế quốc đời thứ nhất nữ đế. Đồng thời, một môn tam tông bát đại gia tộc cấu thành trưởng lão đoàn từng cái thế lực sẽ có một vị cường giả gia nhập trưởng lão đoàn bên trong trưởng lão đoàn xây dựng là vì ước thúc nữ đế quyền lợi nếu là có trọng đại lựa chọn sẽ do trưởng lão đoàn cùng nữ đế nghiên cứu sau quyết định đến cùng xử lý như thế nào những cái này sự kiện trọng đại mộ dung nguyệt thiện đảm nhiệm huyền vực đế quốc đời thứ nhất nữ đế là lâm phong tỉ mỉ suy nghĩ về sau quyết định lâm phong tìm kiếm huyền vực đế quốc người cầm lái có lấy dưới mấy cái yêu cầu Thứ nhất, đối với hắn tuyệt đối trung tâm, phù hợp điểm thứ nhất nhân số số lượng cũng không ít. Thứ hai, cùng hắn quan hệ mật thiết, điểm này liền loại bỏ rất nhiều người. Đây là lâm phong tư tâm quấy phá, hắn thích đem nữ nhân của mình, bồi dưỡng thành hắn xây dựng thế lực người cầm lái. Nguyên bản lâm phong là ý định để cho quản quản đảm nhiệm đời thứ nhất nữ đế. Thế nhưng quản quản đối với đảm nhiệm đời thứ nhất nữ đế căn bản không có một chút hứng thú. Như vậy, Lâm Phong cũng chỉ có thể lựa chọn những người khác lâm phong đủ khả năng lựa chọn mục tiêu còn có hai người một người là mộ dung nguyệt thiện một người là mộ dung ngọc nhi mộ dung ngọc nhi tính cách thiên nhu nhược không thích hợp trở thành một quốc tri chủ mộ dung nguyệt thiện tính cách cường thế làm việc quyết đoán hơn nữa hứng thú với quyền lực do nàng tới đảm nhiệm đời thứ nhất quốc chủ vẫn tương đối thích hợp lâm phong nếu là rời đi huyền vực biển sao về sau đoán chừng mộ dung nguyệt thiện cũng có thể đem huyền vực đế quốc thống trị ngay ngắn rõ ràng hơn nữa lấy mộ dung nguyệt thiện tính cách mộ dung nguyệt thiện nhất định sẽ đem hết toàn lực tăng cường huyền vực đế quốc thực lực cho nên lâm phong cuối cùng quyết định để cho mộ dung nguyệt thiện đảm nhiệm huyền vực đế quốc đời thứ nhất quốc chủ huyền vực đế quốc vị mộ dung nguyệt thiện cử hành long trọng lên ngôi nghi thức tại vô số người nhìn chăm chú chi xuống mộ dung nguyệt thiện lên ngôi đã trở thành huyền vực đế quốc đời thứ nhất quốc chủ huyền vực đế quốc sự tình xử lý không sai biệt lắm mà lâm phong cũng ý định rời đi ngày một ngày thời điểm tinh không thế giới dạn nứt, một chiếc cổ thuyền bay vào tinh không thế giới bên trong. Chiếc này cổ thuyền, tản ra tà ác vô cùng khí tức. Chiếc này cổ thuyền mặt trên tu sĩ, từng cái một cũng vô cùng tà ác, khủng bố, âm trầm. Nguyên rùa chi thuyền, chiếc này cổ thuyền dĩ nhiên là nguyên rùa chi thuyền, mà giờ này khắc này, nguyên rùa chi thuyền đang theo lấy huyền vực biển sao phương hướng xuất phát. Lâm Phong thành đế thời điểm, rất nhiều nguyên rùa đến nơi, thiếu chút nữa để cho Lâm Phong nuốt hận, nhưng may mà Lâm Phong đánh lui rất nhiều nguyền rủa. Từ đó về sau, rất nhiều nguyền rủa liền không còn có xuất hiện, nhưng nhiều năm đi qua, rất nhiều nguyền rủa một trong nguyền rủa chi thuyền lại lần nữa xuất hiện. Nguyền rủa chi thuyền thuyền dài đứng ở đầu thuyền mặt trên ngắm nhìn huyền vực biển sao phương hướng. Kiệt 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 kiệt, Lâm Phong cái này tiểu xúc sinh, lần này chết chắc rồi. Điêu ra bồn rười rượi mà cười cười, nguyền rủa chi thuyền thuyền chiều dài chút chán ghét nhìn thoáng qua điêu ra, nhưng là không nói thêm gì. Mười ngày sau, nguyên rủa chi thuyền hàng lâm tại huyền vực tinh huyền vực đế quốc hoàng thành bên ngoài. chương 4117, huyền minh ma thư bí mật thượng. Chớ chú chi thuyền khí tức, đang bế quan tu luyện lâm phong đột nhiên mở mắt, hắn không khỏi nhìn về phía bên ngoài, sau đó thì thảo lên tiếng. Chớ chú chi thuyền xuất hiện mấy lần, hắn đối với chớ chú chi thuyền khí tức đã cực kỳ quen thuộc. Cho nên khi chớ chú chi thuyền đến nơi về sau, lâm phong trong chớp mắt liền cảm ứng được. Bá, hào quang lóe lên, Lâm Phong từ trong mật thất biến mất không thấy bóng dáng. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới cổ thành bên ngoài. Chớ chú chi thuyền lơ lửng tại trong hư không, chớ chú chi thuyền mặt trên những cái kia sinh linh đều đứng ở trên bong thuyền mặt nhìn nhìn Lâm Phong. Cổ thành bên ngoài bởi vì có rất nhiều tu sĩ đi qua, những tu sĩ kia thấy được chớ chú chi thuyền sau đều chỉ trỏ. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay ra, ngoại trừ tỏa chấn hoàng thành mộ dung nguyệt thiền không xuất ra bên ngoài. Còn lại đế chủ nhau nhau bay ra. Công tử, rất nhiều đệ tử hướng Lâm Phong hành lễ, rất nhiều người chấn kinh, có người nói nói, vậy tu sĩ trẻ tuổi là người nào? Chẳng lẽ là nghe đồn rằng người kia hay sao? Thu phục một môn Tam Tông bát đại gia tộc người kia sao? Rất nhiều tu sĩ không khỏi mở to hai mắt nhìn, bọn họ cũng nghĩ đến vị kia trong truyền thuyết tồn tại, giờ này khắc này gặp được vị này trong truyền thuyết nhân vật nội tâm khiếp sợ không thôi. Miễn lễ a, à, Lâm Phong vẫy vẫy tay, đây là nghe đồn rằng chớ chú chi thuyền hay sao? Mộ Dung Ngọc Nhi nói, nàng lúc trước nghe Mộ Dung Nguyệt Thiện từng nói qua chớ chú chi thuyền sự tình. Đa xá cổ tệ, thế nhưng là bị nguyền rủa đồ vật, sẽ đưa tới chớ chú chi thuyền. Cái gì, chớ chú chi thuyền, đây chính là thần thoại trong truyền thuyết bị nguyền rủa đội thuyền, chớ chú chi thuyền, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Một chút đế chủ không khỏi kinh hô lên, vì ta mà đến, Lâm Phong nói, nghe vậy, không rõ ràng nội tình người sắc mặt nhau nhau biến đổi, duy chỉ có mộ dung gia tộc người đối với chuyện này có chỗ hiểu rõ lâm phong lên thuyền a chớ chú chi thuyền thuyền dài nhìn về phía lâm phong công tử ngàn vạn không thể lên thuyền một khi lên thuyền sợ là liền vô pháp xuống công dương triển bằng nói không sao lâm phong vẫy vẫy tay nói lập tức hắn hướng phía chớ chú chi thuyền bay đi cầm dưới đem tiểu tử này cho ta lấy dưới thấy được lâm phong leo lên chớ chú chi thuyền điều ra nhất thời hét dầm lên Điêu ra tại chớ chú chi thuyền thuyền dài đối phó lâm phong thời điểm, chết ở chớ chú chi thuyền mặt trên, biến thành chớ chú chi thuyền trên vong linh, vĩnh viễn vô pháp rời đi chớ chú chi thuyền. Điêu ra đối với lâm phong có thể nói hận ý thao thiên. Hắn hận không thể ăn lâm phong thịt, uống lâm phong huyết, bây giờ nhìn đến lâm phong leo lên chớ chú chi thuyền, vô cùng hưng phấn lên. Thế nhưng chớ chú chi thuyền mặt trên những cái kia sinh linh cũng không nghe điêu ra mệnh lệnh. Bọn họ chỉ phục từ chớ chú chi thuyền thuyền dài. Lâm Phong thần sắc hờ hững nhìn về phía Điêu Gia, sau đó cong ngón búng ra, một đoàn thiên hỏa bay ra ngoài. Trực tiếp đem Điêu Gia bọc lại, thiên hỏa hừng hực thiêu đốt lên. A, à, tiểu tử, người quá làm càn, người cũng dám dùng thiên hỏa thiêu ta, người hội chết không yên lành, các người đều thất thần làm cái gì. Còn không mau một chút bắt lấy tiểu tử này, Điêu Gia tức giận gầm hét lên, thế nhưng không người nào để ý tới Điêu Gia. Lão già, khi còn sống ác độc, sau khi chết hay là ác độc như vậy, để cho ngươi nếm thử thiên hỏa đốt người thống khổ. Lâm Phong thần sắc hờ hững nói, thiên hỏa nhiên thiêu càng ngày càng tràn đầy, điều ra cũng càng ngày càng thống khổ. Quả thật sống không bằng chết, thuyền trưởng đại nhân, cứu ta a! À, điều ra ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía chớ chú chi thuyền thuyền trưởng. Thế nhưng chớ chú chi thuyền thuyền trưởng căn bản không có để ý tới điêu ra. Cuối cùng, điêu ra bị thiêu hôi phi yên diệt. Thế nhưng, không có bao lâu, điêu ra liền lần nữa trọng sinh, chớ chú chi thuyền trên tồn tại, dù cho chết đi, cũng sẽ ở chớ chú chi thuyền mặt trên trọng sinh. Lần này điêu ra trung thực nhiều, tuy điêu ra đối với Lâm Phong như cũ hận thấu xương. Nhưng không dám lần nữa đi trêu chọc Lâm Phong, hắn tại chớ chú chi thuyền mặt trên địa vị cũng không cao. Người rất có đảm lượng, vậy mà thật sự dám leo lên chớ chú chi thuyền, chớ chú chi thuyền thuyền trưởng hít mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong vuốt ve một dưới chớ chú chi thuyền thân thuyền, cường đại nguyền rủa chi lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào Lâm Phong trong thân thể nhưng cũng bị Lâm Phong cho thôn vệ hấp thu. Lâm Phong nói, lại đến chớ chú chi thuyền, tâm tình lại là cực kỳ không đồng dạng như vậy. Lâm Phong lần đầu tiên leo lên chớ chú chi thuyền, là bị chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nắm lên tới, tân thiệt thòi có hồng trần tiên tôn xuất thủ, cứu được Lâm Phong. Nhưng lần này, Lâm Phong là mình đi tới, lúc đó Lâm Phong còn rất nhỏ yếu, bây giờ Lâm Phong đã đầy đủ cường đại. Tâm tình không đồng nhất sao, có thể coi là cường thịnh trở lại, bị chớ chú chi thuyền nguyền rủa người, leo lên chớ chú chi thuyền cũng không cách nào lại xuống dưới chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói tu luyện đại mệnh vận thuật người ngoại trừ vận mệnh khắc chế nguyền rủa lâm phong nói chớ chú chi thuyền thuyền trưởng hít mắt nhìn về phía lâm phong nói nói như vậy người tu luyện đại mệnh vận thuật người cũng không đồng dạng sao đồng dạng tu luyện đại mệnh vận thuật vì sao không xuống thuyền cũng hoặc là chớ chú chi thuyền đối với người vị này thuyền trưởng ước thúc cùng người khác không đồng nhất cho nên dù cho ngươi tu luyện đại mệnh vận thuật, cũng không cách nào rời thuyền. Lâm Phong nhìn về phía chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói. Không muốn đơn giản làm ra suy đoán, cũng không muốn đơn giản có kết luận. Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng híp mắt nói. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Kỳ thật Lâm Phong sở dĩ không có cái gì do dự leo lên chớ chú chi thuyền, là vì lần này hắn không có từ chớ chú chi thuyền thuyền trưởng trên người cảm nhận được địch ý. Hiển nhiên chớ chú chi thuyền thuyền trưởng lần này không phải vì giết hắn mà đến, mà là có mục đích khác chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói ta nếu là cảm ứng không có sai huyền minh ma thư cái này đồ vật hẳn là tại trên người của ngươi a hả huyền minh ma thư ngươi vậy mà cảm ứng được kiện bảo bối này khí thức lâm phong trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình huyền minh ma thư là lâm phong lúc đầu lấy được một kiện bảo bối mặt trên lạc ấn nước cờ trăm cổ xưa văn tự những cái kia văn tự đều là nói chữ nếu là có thể lĩnh ngộ mặt trên nói chữ được ích lợi vô cùng Lâm Phong lĩnh ngộ trong đó một chút nói chữ, nhưng là có rất nhiều nói chữ, không thể thành công lĩnh ngộ. Lâm Phong ngược lại là không ngờ tới, chớ chú chi thuyền thuyền trưởng gia hỏa này lại có thể cảm ứng được huyền minh ma thư khí tức, gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là đầy đủ khủng bố. Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói ta tự nhiên có biện pháp của mình đi cảm ứng huyền minh ma thư khí tức, lần này tới tìm ngươi, là ý định cùng ngươi hợp tác. Cùng ta hợp tác, hợp tác cái gì, Lâm Phong không khỏi nghi hoặc nhìn về phía chớ chú chi thuyền thuyền trưởng gia hỏa này thế nhưng là kẻ thù không đội trời chung của mình. Hiện giờ vậy mà chạy tới cùng hợp tác với mình, để cho Lâm Phong cảm giác có chút kỳ quái. Huyền Minh ma thư che giấu bí mật, người có từng biết. Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nhìn về phía Lâm Phong hỏi. Lâm Phong bất động thanh sắc nói, huyền Minh ma thư che giấu bí mật. Ta đây cũng không phải rõ ràng, bất quá nghe nói kiện bảo bối này chính là do Phong hào thần chi thời đại, một vị được xưng huyền Minh ma đế cường giả chế tạo mà thành. Chương 4118, Huyền Minh Ma thư bí mật dưới. Huyền Minh Ma đế người này ta biết, đây là ma đạo một vị rất nhân vật lợi hại, nhưng Huyền Minh Ma thư cũng không phải Huyền Minh Ma đế chế tạo mà thành, Huyền Minh Ma đế chỉ là được Huyền Minh Ma thư, lĩnh hội Huyền Minh Ma thư mặt trên một chút bí mật, cho nên cuối cùng mới được vì một tôn phong hào thần chi. Rất nhiều người cũng biết Huyền Minh Ma đế sở dĩ quật khởi là vì Huyền Minh Ma thư, cho nên về sau liền có tin đồn nói, Huyền Minh Ma thư chính là Huyền Minh Ma đế chế tạo mà thành chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói hả còn có loại chuyện này lâm phong trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu tình chớ chú chi thuyền thuyền trưởng một phen lời lâm phong cũng không phải sẽ đi hoài nghi bất quá để cho hắn cảm giác kinh ngạc chính là về huyền minh ma thư một chút tin đồn vậy mà cũng là giả xem ra thế gian này quá nhiều tin tức đều là nghe nhầm đồn bậy cuối cùng dẫn đến những tin tức này đều biến thành tin tức giả huyền minh ma thư tin tức đã là như thế vậy huyền minh ma thư là lai lịch gì lâm phong không khỏi tò mò hỏi huyền minh ma thư cất giấu đại bí mật đây tuyệt đối là một kiện kinh người bảo bối hiển nhiên lai lịch vô cùng phi phạm lâm phong cảm thấy chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nên biết huyền minh ma thư lai lịch chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói huyền minh ma thư rất cổ xưa nghe nói hẳn là quần ma chế tạo mà thành cái này tin đồn có độ tin cậy khá lớn quần ma chế tạo mà thành người chỉ quần ma là người nào lâm phong nghi ngờ hỏi rất cổ xưa ma có lẽ là trước thiên ma cũng có lẽ là sớm nhất một nhóm người ma chớ chú chi thuyền thuyền trưởng khẽ nhíu mày lập tức nói hắn cũng không cách nào hoàn toàn xác định huyền minh ma thư cụ thể lai lịch hắn chỗ làm được phán đoán cũng chỉ là từ một chút nghe đồn rằng đoán ra được phán đoán hắn chỗ nói trước thiên ma cùng tiên thiên sinh linh lai lịch không sai biệt lắm đều là thiên địa thai nghén mà thành là trong thiên địa sớm nhất sinh linh về phần hắn chỗ nói nhân ma chính là trước hết nhất bước vào ma đạo nhân tộc tu luyện giả như một chút ma chủ cấp bậc tồn tại Liên thuộc về nhân ma bên trong cường đại nhất sinh linh. Lâm Phong nhíu mày, huyền minh ma thư thật đúng là đầy đủ quỷ dị, truyền thừa đến bây giờ, xuất từ ở người phương nào chi thủ cụ thể manh mối vậy mà đều đã đoạn. Để cho Lâm Phong cảm giác có chút tiếc nuối, đoạn thời gian trước, đi qua một mảnh biển sao thời điểm, phát hiện kia mảnh biển sao chỗ sâu trong, xuất hiện một chỗ thần bí chi địa. Tin đồn, đó là tiên ma vẫn lạc địa, chớ chú chi thuyền mở miệng nói, Lâm Phong không có xen vào, mà là tỉ mỉ lắng nghe, nếu như chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nhắc đến huyền minh ma thư sự tình lâm phong suy đoán hắn chỗ nói cái này tiên ma vẫn lạc đấy có lẽ cùng huyền minh ma thư có quan hệ tin đồn chỗ đó mai táng không ít tiên cùng không ít ma đó là kỷ nguyên thời đại mở ra về sau lần đầu tiên đại chiến chết đi tiên cùng ma chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói hả chẳng phải là nói những cái kia tồn tại trên cơ bản đều là tiên thiên sinh linh lâm phong giật mình nói hẳn là có thể như vậy lý giải chớ chú chi thuyền thuyền trưởng gật gật đầu, cái này kỳ nguyên trải qua rất nhiều hạo kiếp, lần đầu tiên đại quy mô chiến dịch là lúc nào phát sinh. Lâm Phong không khỏi tò mò hỏi, đối với những thứ này bí văn, hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói, từ lúc ban đầu hồng mông thời đại, đến khai thiên thời đại, lại đến đằng sau nguyên thủy, thái sơ vân vân mấy cái thời đại. Những cái kia sinh linh, cũng còn bình an vô sự. Ta tại một quyển đạo kinh mặt trên thấy được một chút về thái sơ thời đại sự tình, nói là đến thái sơ những năm cuối thời điểm, tiên thiên sinh linh đã hết sức cường đại, ngoài ra còn ra phát hiện ra rất nhiều cái khác sau thiên trùng tộc. Ở giữa thiên địa, đại đạo quy tắc dần dần hoàn thiện, mới kỷ nguyên tỏa sáng ra cường đại sinh lợi. Mà lúc này đây, may mắn từ một cái đằng trước kỷ nguyên hủy diệt bên trong sống sót kỷ nguyên di tộc đi ngang qua mấy cái thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức về sau đã triệt để khôi phục lại, những cái này kỳ nguyên di tộc không nguyện ý nhất thấy chính là kỳ nguyên mới chưa tộc quật khởi. Nghe nói như vậy hội suy yếu lực lượng của bọn hắn, cho nên lần đầu tiên đại chiến, ta suy đoán hẳn là thái sơ thời đại hậu kỳ. Về thái sơ những năm cuối đại chiến có tư liệu lịch sử ghi lại sao? Lâm Phong hỏi, chưa từng tìm kiếm được cụ thể tư liệu lịch sử, đây là của ta phỏng đoán, bất quá ta nghĩ, hẳn là 89 phần 10. Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói, vậy đánh một trận, kỷ nguyên mới tiên thiên sinh linh cũng là vô cùng cường đại, cùng kỳ nguyên di tộc đại chiến, tất nhiên vô cùng thảm thiết, kia vị trí mai táng tiên ma địa phương, hẳn là chính là cổ chiến trường một trong sao. Lâm Phong tò mò hỏi, đúng, là cổ chiến trường một trong, kia vị trí cổ chiến trường nguyên bản rất lớn, chỉ là về sau bị đánh sụp đổ, sau đó sụp đổ về sau cổ chiến trường thì là tán lạc tại chư thiên vạn giới, tinh không thế giới rất nhiều cái trong góc, gần nhất xuất hiện kia vị trí cổ chiến trường vẫn tương đối lớn một chỗ cổ chiến trường. Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói. Người đã đã phát hiện cái địa phương kia, trực tiếp đi tìm kiếm một phen chính là, vì sao tới tìm ta? Lâm Phong nghi ngờ hỏi, hắn cảm thấy chớ chú chi thuyền thuyền trưởng ra hỏa này nhất định có mục đích khác, chỉ là không biết ra hỏa này mục đích là cái gì. Có lẽ cùng huyền minh ma thư có một chút quan hệ, thế nhưng huyền minh ma thư có thể giúp được hắn cái gì đâu này. Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói, tầm thường pháp bảo, thậm chí tài nguyên tu luyện đối với ta đều không có bất kỳ tác dụng, ta bị nguyền rủa quá nhiều năm, chỉ có một chút vật đặc biệt mới có thể đối với ta đưa đến tác dụng. Ta nghe nói năm đó quần ma bên trong một vị trước thiên ma nắm giữ lấy một kiện đối ngoại cực kỳ vật hữu dụng, thế nhưng ta không biết kia tôn trước thiên ma thi thể mai táng tại chỗ nào. Cho nên ta cũng cần một ít đồ vật phụ trợ ta tìm kiếm được kia tôn trước thiên ma chôn xương chi địa, trước mắt mà nói, ta chỉ nghĩ tới huyền minh ma thư cái này đồ vật, người ta hợp tác một phen như thế nào. Chúng ta cùng đi tìm kiếm cái địa phương kia, tại trong lúc này, ta tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi, nếu là tiến vào cái địa phương kia, người tất nhiên cũng có thể đạt được rất nhiều cơ duyên. Nghe được chớ chú chi thuyền thuyền trưởng một phen lời về sau Lâm Phong không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hắn quả thật có chút động tâm doài, bởi vì cái địa phương kia quá mức tại khác người. Có lẽ thật có thể đủ tại nơi này tìm đến một chút kinh người cơ duyên, nếu là như vậy, đối với mình là rất có ích lợi. Lúc trước Lâm Phong một mực ở cân nhắc rời đi huyền vực biển sao sự tình, hiện tại chớ chú chi thuyền thuyền trưởng chỗ nói sự tình đưa tới Lâm Phong cực kỳ hứng thú lâm phong ý định rời đi huyền vực biển sao đem huyền vực biển sao giao cho mộ dung nguyệt thiện tới quản lý lâm phong vẫn có chút yên tâm hảo cho ta một ngày thời gian xử lý một dưới huyền vực biển sao sự tình rõ ràng ngày chúng ta xuất phát lâm phong nói không có vấn đề chớ chú chi thuyền thuyền trưởng gật gật đầu lâm phong từ chớ chú chi thuyền bay lên phía trên hạ xuống sau đó cùng mọi người quay trở về trong hoàng thành chớ chú chi thuyền thì là đỗ tại hoàng thành bên ngoài cùng chờ đợi lâm phong chương 4119, chứa chú chi thần. Biết được Lâm Phong muốn ly khai tin tức về sau các đế chủ đều giật mình hết sức. Nhưng thân là thuộc hạ, bọn họ tự nhiên vô pháp khuyên bảo Lâm Phong lưu ở chỗ này. Hơn nữa bọn họ cũng biết, Lâm Phong đang tiến hành tinh không đi, cũng chỉ là đi ngang qua huyền vực biển sao. Thuận tiện thống nhất huyền vực biển sao, lại còn đã thành lập huyền vực đế quốc. Công dương triển bằng đám người muốn đi theo Lâm Phong một chỗ rời đi, nhưng lâm phong để cho bọn họ lưu ở chỗ này tiếp tục chiêu binh mãi mã đồng thời bắt tay vào làm vì hắn xây dựng thần miếu về sau lâm phong lại khai báo một tí hắn sau khi rời khỏi huyền vực đế quốc muốn đi đường là một mảnh cái dạng gì con đường một cái tinh không đế quốc có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh không riêng nhìn cái này tinh không đế quốc cường giả nhiều hay không còn phải nhìn cái này tinh không đế quốc chính sách là như thế nào đối với cái này lâm phong là vô cùng có kinh nghiệm hắn vì huyền vực đế quốc chế định một cái tương đối hoàn mỹ phát triển kế hoạch lâm phong hy vọng huyền vực đế quốc có thể trở nên càng cường đại hơn tương lai có thể trở thành hắn một cái trợ lực nghe nói lâm phong muốn đi quản quản tự nhiên là cực kỳ không bỏ được nhưng cái yêu tinh này nữ nhân biết muốn lưu lại một người nam nhân tâm không phải là cưỡng ép lưu lại dưới người nam nhân này mà là để cho người nam nhân này đi làm hắn sự tình muốn làm ngày mai các đế chủ một chỗ đưa lâm phong ra khỏi thành Lâm Phong leo lên chớ chú chi thuyền, veo, chớ chú chi thuyền hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất. Lâm Phong đi tới chớ chú chi thuyền trong khoang thuyền, chớ chú chi thuyền thuyền trưởng vì Lâm Phong rót một chén trà. Ngộ đạo cổ trà thụ kết xuất lá trà, là ta năm đó lấy được, người có thể nhấm nháp một tí. Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói, nghe nói chớ chú chi thuyền trên người, chỉ có thống khổ, vô pháp hô hấp, vô pháp uống nước, vô pháp ăn cái gì, như thế nào. Bình thường ngươi còn uống trà sao? Lâm Phong không khỏi nói, gia hỏa này trực tiếp mở ra chớ chú chi thuyền thuyền trưởng vết sẹo. Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói, ngày bình thường, ta không sẽ dùng ngộ đạo cổ lá trà pha trà, bởi vì như vậy thật sự là quá lãng phí, thế nhưng ta lại hội dùng cái khác một chút tiên trà pha trà, ta còn hội uống rượu, còn có thể ăn cái gì. Tuy này sẽ để ta vô cùng thống khổ, nhưng ta nguyện ý thừa nhận những thống khổ này, ta muốn nhớ kỹ những thống khổ này, những thống khổ này đốc thúc lấy ta. Vô luận cỡ nào khó khăn, đều muốn lần nữa khôi phục huyết nhục thân thể đều phải cố gắng để mình trở thành người bình thường lâm phong nói vậy ngươi hay là thật là thảm đáng tiếc a à, hiện tại có rất nhiều người cũng không quý trọng sinh mạng của mình một đám vô tri mà ngu xuẩn người chớ chú chi thuyền thuyền trưởng nói lâm phong thưởng thức một miệng trà cảm giác răng đang lúc lưu hương quả nhiên không hổ là ngộ đạo cổ lá trà chớ chú chi thuyền thuyền trưởng vì lâm phong an bài chỗ ở lâm phong khoanh chân mà ngồi Cường đại nguyền rủa chi lực tại trong khoang thuyền chạy, nơi này nguyền rủa chi lực, như là có sinh mạng của mình đồng dạng. Lâm Phong cong ngón búng ra, hắn ngưng tụ ra tới một chút nguyền rủa chi lực, sau đó nhẹ nhàng tại chớ chú chi thuyền mặt trên một chút. Trong nháy mắt, từng đạo phù văn xuất hiện, nhìn nhìn những cái kia rậm rạp chẳng chịt phù văn, Lâm Phong trên mặt lộ ra giật mình biểu tình. Những cái kia phù văn, đều là nguyền rủa phù văn. Ta đại chớ chú thuật, vẫn luôn là đại thành, vô pháp tinh tiến, không biết có thể không có thể ở nơi này đem đại chớ chú thuật uy lực đề thăng đi lên. Lâm Phong không khỏi tự nói, đại chớ chú thuật cái này thần thông là ba ngàn đại đạo bên trong quỷ dị nhất một môn thần thông, cái này thần thông là cực kỳ nghịch thiên thần thông. Chớ chú oa oa các loại nguyền rủa chi thuật đều là lấy đại chớ chú thuật làm căn cơ tu luyện mà thành, hơn nữa chớ chú oa oa nguyền rủa chi thuật là vô cùng khủng bố. Lâm Phong không đạt được trình độ này là vì Lâm Phong đối với đại chớ chú thuật tu luyện còn không phải đặc biệt cao thâm, nếu là đem đại chớ chú thuật tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ, như vậy, đại chớ chú thuật cái này quỷ dị khó lường ba ngàn đại đạo tất nhiên có thể trở thành Lâm Phong mười phần ỉ lại một loại cường đại thần thông. Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, hắn bắt đầu hấp thu chớ chú chi thuyền mặt trên nguyền rủa chi lực. Chính mình tu luyện đại chớ chú thuật vô pháp tinh tiến. Lâm Phong cảm thấy, chớ chú chi thuyền mặt trên nguyền rủa chi lực tương đối quỷ dị, có lẽ có thể tương trợ hắn trên phạm vi lớn để thăng đại chớ chú thuật uy lực. Lâm Phong lúc tu luyện, chớ chú chi thuyền mặt trên một chút cường đại sinh linh hội tụ tại trong khoang thuyền. Một tôn sinh linh nói, thuyền trưởng đại nhân, tiểu tử kia đã lên thuyền, chúng ta nếu không cải biến đường biển A, trên người hắn có cuối cùng một mai đà xá cổ tệ, mang theo hắn đi đà xá tiên quốc, sau đó giết chết hắn, chúng ta liền khôi phục thành thân tự do. Không sai, không sai, đây là một cái ý kiến hay, ta muốn lại lần nữa hô hấp một tí mới là không khí, ta muốn có thể nếm thử đồ ăn cùng mùi vị của nước, ta muốn tự nghiệm thấy một tí nữ nhân tư vị là như thế nào mặt khác một tôn sinh linh cũng nói còn lại sinh linh cũng đều kêu to lên bọn họ đã không thể chờ đợi được khôi phục thân tự do bọn họ bị chớ chú chi thuyền nguyền rủa thời gian dài như vậy thật sự là thống khổ a à. có lẽ dùng thống khổ sống không bằng chết để hình dung bọn họ mỗi thiên sinh hoạt càng thêm thỏa đáng một chút duy chỉ có trở thành bọn họ loại này vĩnh viễn sinh hoạt tại trong thống khổ sinh linh về sau mới có thể biết có được một người bình thường thân thể có được người bình thường sinh hoạt, là cỡ nào chuyện hạnh phúc a. À? Ta như là đã đáp ứng hắn sẽ không động thủ với hắn, liền sẽ không động thủ với hắn." Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng trầm giọng nói, "Thuyền trưởng, chúng ta đối phó tiểu tử này cơ hội không nhiều lắm a, à? đặc biệt là hắn càng ngày càng lớn mạnh, đối phó lên cũng càng ngày càng khó khăn, nếu là hiện tại không đối phó tiểu tử này, nói không chừng về sau đều không có cơ hội đối phó tiểu tử này a." À? "Kính xin thuyền trưởng đại nhân nghĩ lại a." À? Một Tôn Sinh Linh nói kính xin thuyền trưởng đại nhân nghĩ lại, rất nhiều sinh linh nhao nhao ôm quyền chờ lệnh, hừ, các ngươi muốn bổn thuyền dài là một cái người nói không giữ lời sao. Nếu là tiếp tục khuyên nói bổn thuyền dài, tin hay không bổn thuyền dài đã diệt các ngươi. Chớ chú chi thuyền thuyền trưởng lạnh lùng nói, những cái kia sinh linh nhất thời câm như hến, không dám lần nữa nói thêm cái gì. Trong phòng, lâm phong trong cơ thể, đã dành dụng đại lượng nguyền rủa chi lực. Chớ chú chi thần, chớ chú chi thần, bỗng nhiên, từng đạo thanh âm trầm thấp vang vọng tại Lâm Phong trong óc. Lâm Phong phát hiện, những cái kia hút vào thân thể ở trong nguyền rủa chi lực bên trong đản sinh ra tới một tôn thần linh. Kia tôn thần linh, vô cùng tà ác, khí tức trên thân, đáng sợ vô cùng. Kia tôn sinh linh, chính là nguyền rủa bên trong đản sinh sinh linh. Nắm giữ lấy nguyền rủa lực lượng, ta muốn nguyền rủa ngươi, để cho ngươi hóa thành nguyền rủa nô lệ. Chớ chú chi thần buồn rười rượi nở nụ cười, sau đó hắn bắt đầu ở lâm phong trong thân thể chạy lên. Lâm Phong lạnh lùng nói, thật sự là buồn cười đến cực điểm, chỉ bằng ngươi cũng muốn nguyền rủa ta. Ngươi tính toán cái bướm, hiện tại ta liền luyện hóa ngươi. Tiếng nói rơi, Lâm Phong trong cơ thể ngũ đại thiên hỏa nhất thời liên tục không ngừng tuôn hướng chớ chú chi thần. Thiên hỏa bọc lại chớ chú chi thần, sau đó hừng hực thiêu đốt lên.